Bệnh nhân nữ 10, cái này là năm nay là mấy tuổi rồi? 201. Năm nay là 20 tuổi, 20 tuổi. Nhập viện bị mệt và nôn ói ha. Mấy em sau này mà đi lâm sàng, mấy cái này là kiến thức căn bản của Y4 rồi, Y3, Y4 rồi, chứ cũng không có phải Y6. Nhưng mà để nhắc lại, khi mà người ta đến với mình vì một cái lý do nhập viện nào đó đó, thì mình sẽ xoay quanh chủ yếu là cái vấn đề đó, tức là cái bệnh sử. Mình sẽ hỏi về cái chuyện mệt, nôn ói của anh ta làm sao. Rồi cái trong đầu mình sẽ suy nghĩ, anh như vậy mệt, cái nôn ói đó, nó cái triệu chứng của nó có những cái tính chất gì, rồi nó có kèm theo những tính chất gì. Với những cái chuyện đó đó, mình sẽ nghĩ đến cái bệnh gì. Nghĩ đến bệnh gì á, mình sẽ hỏi những cái triệu chứng liên quan đến cái bệnh đó, hỏi những cái tiền căn, hỏi về cái điều trị mà liên quan đến những cái bệnh đó. Rồi sau đó thường mình cũng sẽ phải hỏi tổng quát qua những cái đi kèm khác mà nó có thể nó kèm theo cái bệnh, tức là một cái bệnh độc lập khác. Rồi cái phần khám của mình nó cũng sẽ xoay quanh những cái chủ đề đó. Nói chung mục tiêu của mình là để mình chẩn đoán bệnh. Chẩn đoán bệnh mục đích mình phục vụ cho cái công việc mình điều trị cho bệnh nhân, và cái thứ hai mình phải giải quyết được cái chuyện mà cái lý do nhập viện của người bệnh ha. Thì cái bệnh nhân này là một cái bệnh nhân nữ ha, 20 tuổi, nhập viện vì mệt và nôn ói. Thì bệnh nhân này nửa năm nay á hay mệt ha, thỉnh thoảng là cũng có hay buồn nôn á, tức là mắc ói á. Bệnh nhân hoàn toàn không có cái triệu chứng gì khác. Thì bệnh nhân này á, thường á mấy em thấy đây là một cái em mà thật ra lúc đó là nó mới học lớp 12 á. Có triệu chứng mệt rồi buồn nôn rồi đó, thì nó nghĩ cái chuyện học hành thì nó có thể mệt thôi, và nôn buồn nôn thì nghĩ là cái bị cái bệnh dạ dày hay bị viêm đau bao tử á, ở dưới quê mà, cho nên đi mua thuốc uống thôi, đi nhà thuốc mua thuốc uống thôi. Thì uống thuốc thì hiển nhiên là cũng có đáp ứng, cho nên là cũng đỡ đỡ buồn nôn. Còn cái chuyện mệt thì thật ra nó mơ hồ lắm mấy em ngồi mấy em học đây chắc mấy em cũng mệt á, mệt cho nên cũng chẳng thấy ai phát biểu gì. Nên uống thì nó cũng thấy nó cũng hết, hết thì cũng ngưng, cái chuyện đó rất là bình thường ha. Và cái chuyện này nó cứ diễn ra hoài đi, nó diễn ra trong cả nửa năm trước á, nửa năm trước khi nhập viện á. Rồi cái thời điểm mà trước nhập viện một tuần lễ á, thì bệnh nhân cũng nôn buồn nôn. Thì những cái nôn này thì tính chất cũng như trên thôi, tức là không có liên quan bữa ăn gì hết. Bệnh nhân cũng không có đau bụng, nói chung là không có triệu chứng của một cái đường tiêu hóa gì đi kèm với này, ngoài cái chuyện nôn và buồn nôn. Rồi bệnh nhân vẫn còn mệt ha, hiển nhiên đâu có làm gì đâu mà hết mệt được. Bệnh nhân lúc này thì đi khám tại bệnh viện địa phương ha. Tức là đi mua thuốc uống đó, thuốc uống bình thường thấy uống hoài mà sao cứ hay bị lại, cho nên ra là cũng muốn đi khám một lần cho biết. Đi khám tại bệnh viện địa phương thì uống thuốc một hai bữa cũng không giảm, cho nên mới đi khám. Thực ra ở dưới quê mấy em, mà có dưới miền Tây mấy em sẽ thấy người ta cũng hay đi lên thành phố để người ta xét nghiệm, để người ta biết người ta bị bệnh gì á, rồi có thể về quê người ta sẽ tiếp tục, người ta biết là người ta sẽ điều trị dưới quê. Thì đây cũng là một cái trường hợp bình thường thôi, tức là mệt lại nôn buồn nôn rồi vậy đó, điều trị địa phương mới đỡ. Cho nên một lần đi lên thành phố khám chẩn đoán cái là cái gì, thì để về quê mình sẽ điều trị như vậy. Thì lên cái trung tâm hòa hảo á, thì người ta làm xét nghiệm máu, người ta chẩn đoán là suy thận mạn giai đoạn cuối. Người ta nói với cái em này là bị suy thận mạn giai đoạn cuối rồi, cần phải chạy thận nhân tạo á. Thì về lâu dài là mấy em biết rồi, chạy thận nhân tạo là phải chạy ở gần nhà mình, nói chung là nó nhiều thứ. Thì người ta khuyên á là nếu mà về quê được thì về quê, còn không thì đi khám ở cái bệnh viện đa khoa có chạy thận nhân tạo. Thì lúc đó bệnh nhân, cái lúc này em này đi chung với mẹ, nên mẹ mới chuyển đi khám bên bệnh viện Đại học Y Dược. Và lúc đó thì hiển nhiên là đi khám thì được cho nhập viện ha. Mình thấy một cái bệnh sử nó mặc dầu là nó cũng có triệu chứng đó, nhưng mà em sẽ, nếu mà em đặt cái hoàn cảnh thực tế, em sẽ thấy nó cũng mơ hồ thôi, chứ nó không có rõ ràng gì đâu.
một cái người mà lâu lâu cũng hay mệt rồi buồn nôn nôn rồi đi khám rồi uống thuốc thì nó cũng đỡ, rồi từ từ nó uống thuốc nó không đỡ rồi đi rồi mới đi khám bệnh rồi uống thuốc cũng giảm, rồi lên thành phố khám khám rồi người ta nói suy thận mạn đoạn cuối ha. Bệnh nhân này thì trong suốt cái quá trình bệnh thì về vấn đề mà đi tiểu á, mình nghe người ta chẩn đoán suy thận mạn đoạn cuối thì mình quan tâm đến nước tiểu. Thì nước tiểu bệnh nhân này á, hỏi thì cũng không có tiểu ít gì cả ha, không có rõ một cái mức cụ thể là nhiêu, nhưng mà đều không có tiểu ít. Cái này mình cũng thường gặp thôi, chứ bệnh nhân bình thường ngay cả mấy em đi tiểu mấy em cũng đâu có lường là mấy em đi tiểu mấy lít đâu, nhưng mà hỏi mấy em có tiểu ít hơn thì chắc là mấy em cũng cam đoan được rằng mình không có tiểu ít ha. Thì thật sự ra là hoàn toàn cái em này cũng chẳng có phù gì đâu. Cho nên mình tin cái chuyện đó là cái chuyện có thiệt, tức là tiểu không tiểu ít, tại vì nếu mà nó tiểu ít thì chắc chắc mấy tháng là nó sẽ phì phù ha. Rồi nước tiểu thì cũng vàng trong bình thường thôi. Ở đây thì có nói thêm cái ý là tiêu phân vàng ha, tức là không có máu gì hết á. Thì cái bệnh sử mình như vậy ha. Còn khi mà mấy em xong cái phần bệnh sử á thì mình cũng phải cái này là mình làm bệnh án mà, cho nên ra nó có bệnh sử có tiền căn, nhưng mà khi mà đi thực tế lâm sàng á là mình đứng mình hỏi bệnh là mình hỏi luôn cả cái bệnh sử hỏi cả cái tiền căn ở cùng một cái lần hỏi bệnh, cho nên trong đầu mình cũng phải gọi là phải 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 sắp xếp các cái ý tứ cho nó ngăn nắp để mình biết được cái nào chưa hỏi, cái nào cần phải hỏi, hoặc là hỏi trước cái gì hỏi sau cái gì vân vân ha. Tại vì mình không có thể nào mình đi vô rồi mình đi ra rồi mình hỏi rồi hồi mình vô nữa rồi mình hỏi tiếp, có khi mình lại qua ngày sau mình phải hỏi. Thứ nhất là mình phải làm cho nó chuyên nghiệp để người ta thấy đây là cái người bác sĩ sắp ra trường rồi, là cũng là nói chung là cũng có kiến thức ha, người ta tin tưởng hơn. Cái thứ hai là mình như vậy mình mới rèn luyện được, mình mới có người lịch học nó mới được tốt chứ, còn chứ hỏi trước bên sau vừa hỏi vừa ghi lụi cụi ghi giống như là thư ký vậy đó thì sao mà giỏi được, sao làm bác sĩ được nha. Cho nên ra là cái tiền căn là như cái gọi là cái bệnh sử như vậy, thì mình coi cái tiền căn này nè nó có những cái vấn đề gì liên quan đến cái chẩn đoán mà bệnh nhân đã được chẩn đoán trước đó. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến những cái triệu chứng học của bệnh nhân trước đó, và cái thứ ba có những cái gì khác mà nó có thể nó không liên quan gì cả. Thì thường mình sẽ hỏi những câu hỏi gì, ví dụ như là bệnh nhân á, mình hỏi trước giờ có đâu chẩn đoán suy thận hay không ha. Thì cái cô này là cái em này trước giờ không có bị suy thận, không biết bị suy thận gì hết, và ngay cả mình hỏi một câu nè có bệnh gì nữa không, nó cũng không có nói bệnh gì cả ha, ngoài cái bệnh mà nôn nôn. Nó nôn nôn thì nó là một cái triệu chứng thôi chứ cũng chẳng có thành lập được một cái bệnh gì ha. Thì về tiền căn thì em này không có biết triệu chứng gì trước đây. Rồi về cái chuyện mà bệnh thận á thì mình hay nói về cái chuyện là trước giờ có bị phù không, tại bệnh nhân đôi khi mình hỏi làm sao mà bây giờ bệnh thận nặng dữ vậy, trước giờ không đi khám bệnh, chứ giờ mà suy thận giai đoạn cuối là bệnh nó đã diễn tiến mười mấy năm rồi, ví dụ vậy. Thì bệnh nhân mới nói mười mấy năm nay thấy cũng khỏe, đâu có đi tiểu bình thường, đâu có phù gì đâu. Thì đối với người bệnh nhân á, những cái triệu chứng mà những cái bệnh nó phải có triệu chứng, còn thường không triệu chứng là người ta không nghĩ không có bệnh ha. Cho nên là mình cũng hỏi thử coi thiệt sự là vậy không, hay là bệnh nhân này nói là 10 năm trước cũng có phù, 10 năm trước cũng có đi tiểu ít rồi đó, nhưng mà đều thấy thì nó cũng nhẹ nhẹ lướt qua rồi từ từ nó cũng đỡ. Em đợi em xíu. Alo alo, chắc là ai vậy đang bận lắm. Đang dạy rồi, có mấy cái hỏi bác Thảo sẽ kéo lên. Rồi cho nên mình mới hỏi mấy triệu chứng đó ha, tức là trước giờ có cái bệnh phù, có phù gì hay không, rồi
Rồi bệnh nhân này á còn trẻ thì mình hay biết là trẻ nó có một cái bệnh mà mình cũng hay đi học nhi á, mình hay biết đó là cái bệnh viêm cầu thận cấp á, viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận mạn hoặc là bệnh thận Ischia rồi đó. Thì mình hỏi là trước giờ có bị tiểu đỏ không? Tiểu đỏ thì tới cái bệnh này, cái bệnh mấy cái bệnh đó có thể viêm cầu thận mình biết là có khi bệnh nhân không biết mình tiểu đỏ đâu. Tiểu máu có khi nó chỉ là vi thể thôi, không thấy trên lâm sàng à, nhưng mà đều có khi thỉnh thoảng nó có những cái đợt mà mình biết là ví dụ viêm cầu thận hậu nhiễm cầu trùng chẳng hạn gì đó, tức là có những cái đợt á nó viêm họng rồi cái sau đó nó tiểu đỏ vài ngày, cái sau đó cái nó hết thực sự là nó hết hết theo kiểu là mình thấy cái biểu hiện lâm sàng nó không còn, chứ thực sự ra nếu mình làm cái que nhúng á mình vẫn thấy nó còn tiểu máu vi thể, thì cái bệnh nó vẫn âm thầm nó diễn tiến chẳng hạn như vậy đó, thì nó vẫn có thể dẫn đến bệnh thận mạn và suy thận mạn giai đoạn cuối, cho nên phải hỏi những chuyện đó. Thì em này nó cũng có cái đó. Và một cái thứ ba nữa là đôi khi những người trẻ mình biết là trẻ mà phát hiện là bệnh thận thì cái đầu tiên, một trong những cái mà mình cũng cần phải nghĩ nữa đó là người ta có bị bệnh thận bẩm sinh không, bệnh thận bẩm sinh, cho nên mình phải phải coi có những cái bệnh bệnh bẩm sinh gì đi kèm hay không ha. Cái đó là về nội khoa, ngoại khoa thì có bệnh nhân này cũng chẳng có phẫu thuật gì hết, rồi cũng chẳng có dị ứng gì, gia đình thì không ai bị mắc về bệnh thận hay là tăng huyết áp, tới tháo đường, tức là đại khái một cái tiền căn nó cũng không có gì đặc biệt lắm ha. Cái đó là qua cái phần tiền căn. Cái phần khám ha, khám thì như là xuyên suốt nãy giờ anh nói, từ cái phần bệnh sử cũng như là cái phần tiền căn, mình sẽ xoay quanh những cái vấn đề gì. Thứ nhất là cái lý do bệnh nhân vào viện, cái thứ hai là những cái mà cái gọi là cái mấu chốt mà gợi ý cho mình, ví dụ như là chẩn đoán trước đó của bệnh nhân hoặc là chẩn đoán mình nghĩ là thế nào, và cái thứ ba đó là mình khám những một cách toàn diện để mình loại trừ những cái nó không phải loại trừ mà mình chẩn đoán những cái bệnh đi kèm ha. Và cái cuối cùng mình cũng không được quên, thật ra mình quên thì mấy em cũng thế nào mấy em cũng phải quay lại khám thôi, tức là trong quá trình đó đó mình chẩn đoán cái bệnh trong đầu của mình, rồi mình khám, mình chẩn đoán xác định bệnh đó, mình chẩn đoán luôn cả cái biến chứng của bệnh đó, mình chẩn đoán được cái nguyên nhân của bệnh đó luôn ha. Thì đây mình khám thì bệnh nhân này cũng tĩnh, tiếp xúc tốt ha, da niêm thì nhạt, mạch thì rõ ha, không có phù ha, hoàn toàn không có phù. À, mình sẽ không bất ngờ về cái chuyện này, tức là bệnh nhân được chẩn đoán là bệnh thận rồi nhưng mà không có phù ha. Mấy em sẽ thấy rất là nhiều người bệnh như vậy, chứ không phải là cái bệnh này nó đặc biệt gì đâu, những cái người bị bệnh thận mạn có thể tới giai đoạn cuối luôn người ta cũng chẳng có phù. Sinh hiệu thì mạch 92 lần một phút, huyết áp là 140 đến 100 mm thủy ngân, nhiệt độ là 37 độ C ha, thở 18 lần một phút, cân nặng là 43, cao 1m53 ha, tim đều rõ không ổ đập bất thường, không có dấu nảy tích ngực, phổi thì không có ran, bụng thì mềm. Đại khái là mình thấy cái phần khám thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Rồi cái đó là một cái sơ khởi cho mấy em biết về cái bệnh đó, cái bệnh nhân này nè. Rồi bây giờ mấy em nói cho anh biết là cái bệnh nhân này có những cái vấn đề gì, hay là cần hỏi thêm cái gì, hay là có thắc mắc gì hay không. Mấy em suy nghĩ 30 giây đi, để anh gọi điện cái này
Rồi em nào nói cho anh nghe đi, nhanh lên. Dạ thưa anh, là em xin tóm tắt bệnh án à. Thì cho bệnh nhân này là bệnh nhân nữ 20 tuổi Nè bây giờ có gì cần hỏi thêm không chứ ai mà tóm tắt. Tức là ý là nãy giờ thấy đủ không, còn gì thêm gì không? Nói đi, nói đi. Chứ còn mấy bạn đều nghe hết rồi tóm tắt làm chi? giờ em đặt vấn đề luôn ha. Có nghe câu hỏi không? Ý là có thấy thiếu gì không? Còn chừng nào em nói không thì em mới đặt vấn đề chứ hồi nói ngồi cái em nói chỗ này thiếu chỗ kia thiếu chứ nó không. Em cần thêm biết thêm thông tin gì nữa Ngoài cái việc chẩn đoán suy động mạch giai đoạn cuối, bệnh nhân có đem giấy tờ gì bên bệnh viện Hoài Hảo không? không, bên bản thì thật ra là bệnh nhân có được chẩn đoán là suy thận mạng với chẩn đoán là bị thiếu máu thì đi qua đây, nhưng mà đều đi qua thì nói cái chuyện là đi qua để chạy thận nhân tạo đó, cho nên ra cũng không có uống thuốc gì hết, tức là hoàn toàn là không có toa thuốc không gì hết. Thế là nhân có được làm siêu âm bụng hay là có kết quả buôn cà rề hay được gì không? À vậy đó hả? Có chứ, nhưng mà không có đem, tức là ý là nói chung là không có đem qua đây á hả? Dạ, với em hỏi thêm một câu nữa là bệnh nhân có rõ cái thuốc mà bệnh nhân uống tại địa phương là thuốc gì không? Tại địa phương không? Thuốc ở địa phương á, bệnh nhân không có rõ thuốc gì, nhưng mà đều mỗi lần bệnh nhân đi ra thì bệnh nhân nói bệnh nhân đau bao tử thôi, người ta cho uống cái thuốc gói đó, cái thuốc mà thật ra thì bệnh nhân không rõ, nhưng bệnh nhân diễn tả thì mình cũng biết là uống cái phosphorus của em, nhưng mà đều người ta không biết thuốc gì, người ta hay nói thuốc chữ B chữ D á. Hả? Dạ, hỏi xong rồi ạ. Hỏi xong thì chị em nói đi, bệnh nhân có những vấn đề gì? Dạ, trên bệnh nhân này thì em đặt ba vấn đề. Ở đâu mà làm cái này ồn ào kia? Sao? Vấn đề gì? Dạ, nhân đặt 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 vấn đề là có loại huyết cao, vấn đề thứ hai là thiếu máu, vấn đề thứ ba là Gì? Vấn đề thứ nhất là gì? dạ, hội chứng urea huyết cao ạ. Cái ngô rêu keo đúng rồi. Rồi cái vấn đề thứ hai Vấn đề thứ hai là thiếu máu. à, thiếu máu rồi, Vấn đề thứ ba là bệnh thận mạng giai ba là gì? đoạn. Dạ, bệnh thận mạng giai đoạn cuối. Là rồi. Ủa mà sẵn xin lỗi mấy em, hỏi mấy em hồi xưa đi bệnh viện nào vậy? Y2 em đi, Y3 đi đâu vậy? Hoa Quang Quang Huy. Dạ, đi gia đình. Hả? Dạ, Y3 em đi Chợ Rẫy, Y4 em đi gia đình nè. À, mà hồi thời em là đi online hết hay sao? Dạ, Cái Y4 là đi online hả? Hay là Y4 Y4 đi? tụi em đi online một nửa, còn Y3 tụi em vẫn đi online. Y3 là đi bình thường đúng không? Dạ. À, vậy là quá tốt rồi. Đi những bệnh viện đào tạo. À, mình có ba cái vấn đề, em đặt có ba vấn đề là UV máu cao, thiếu máu và siêu mạng động cuối. Em nào có ý kiến gì khác không? Nè, em nào ý kiến nói cho anh nghe cái Dương Thị Thanh hả? Nói đi. Dạ, ca này em đặt thêm cái vấn đề hội chứng urea huyết cao thì em không nghĩ là hội chứng urea huyết cao thì em sẽ để ra vấn đề riêng nôn ói riêng. Để thay vì cái vấn đề hội chứng urea huyết cao bằng vấn đề nôn ói. Cái thêm một vấn đề muốn đặt ở trên bệnh nhân này là tăng huyết áp. Em muốn hỏi thêm bệnh nhân là cái việc mà bệnh nhân mệt 6 tháng nay thì bệnh nhân mệt như thế nào, là do thấy có bị chóng mặt hay là thấy không có sức để làm gì, hay là thấy bệnh nhân bị khó thở hay là bủn rủn tay chân, thì em muốn hỏi kỹ hơn cái triệu chứng mệt của bệnh nhân.
Thứ hai là vấn đề bệnh nhân dùng thuốc, thì bệnh nhân dùng thuốc bệnh nhân không nhớ, nhưng mà bệnh nhân có dùng thêm thuốc nam, thuốc bắc hay là thực phẩm chức năng gì ở nhà có cho dùng thêm hay không ạ? Không, bệnh nhân không có uống thực phẩm chức năng gì hết trơn á, rồi không có thuốc nam thuốc bắc gì hết nha. Ở nhà của cái em bệnh nhân này á, là sau đó là năm rồi á, năm rồi là cách đây chắc chưa được năm, anh có xuống nhà của cái em bệnh nhân này luôn á, nhà nó tuốt với Cai Lậy Tiền Giang em. Nhà nó đi vô trong vườn sâu lắm mấy em, đây không biết có ai dưới quê quê Cai Lậy Tiền Giang không nữa, có ai không? Đi Đúng sâu rồi. vô có một cái vườn Sabuche xa lắm, thì trong đó thì cũng nhà đồ cửa cũng thưa thớt lắm, nên tiếp cận mấy cái thuốc men đồ cũng không có được nhiều. Thực phẩm chức năng mà như em nói á, thường mấy em nếu em dưới quê hồi xưa cái thời mà anh còn dưới quê á, nó hay có chuyện là có mấy người mà đi chạy vòng vòng sớm á, rồi cái rao bán là cái này uống để giảm cân, này uống để đẹp da hay gì đó đại khái là vậy, thì thường mấy cái cũng cũng đại khái là người ta cũng 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 đánh vào cái chuyện là thiếu hiểu biết của người dân, nhưng mà đều cũng đi đến những cái vùng đô thị mới chứ cũng không phải là đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh lắm đâu. Còn cái chuyện nữa là em hỏi là cái triệu chứng mệt á, thì em này nó không có chóng mặt. Nó cái mệt nó mơ hồ lắm, không có gọi là không có khó thở ha, nhưng mà đều không có tập trung được, học hành thì nó không có được tốt. Mẹ nó hay nói là nó học nó hay quên đó, rồi học xíu rồi nó nói mệt, cái nó than mệt rồi nó nghỉ liền xíu nó học ấy, nhưng mà đều cũng bình thường thôi, tức là không có phải khó thở gì cả. Còn thực sự là em này là lớp 12 cho nên ra là nhà cũng có phải là bắt lao động gì nặng nề, nhà là trồng trái cây để bán thôi chứ trái cây mà cũng nhiều lắm chứ không phải là ít, cho nên ra cũng chẳng biết là nó làm nặng thì nó có mệt không, nhưng mà đều đại khái là cái mệt nó như vậy đó. Rồi có gì thắc mắc không Thanh? Có em nào ý kiến gì khác nữa không? Anh ơi, em xin phép hỏi là ở lúc khám của bệnh nhân này thì có dấu thiếu nước không ạ? Không. Dạ vâng. Với lại cái vấn đề của bạn là bạn để là bệnh thận mạn Thiếu giai nước đoạn. là gì vậy? Dạ. Nguyên khoa, nói đi khoa. Dạ. À, anh nói lại câu hỏi đi không, em chưa nghe. Dấu thiếu nước là dấu gì? Dạ, giống như là mắt chủng môi khô rồi hõm nách khô rồi gì, mình có khám thấy không ạ? Không. Mấy em khi mà mấy em phát biểu, mấy em mở cái loa, mở cái camera ra coi cái mặt coi sao mà mấy em này lì lợm ghê ta. Em rồi. Còn gì nữa không? Cái phần vấn đề của bạn đặt thì có một cái là bạn đặt là bệnh thận mạn giai đoạn cuối, nhưng mà em thì hiện tại thì em vẫn chưa đặt, mà em chỉ đặt là suy giảm chức năng thận thôi. Tại vì ở đặt em thấy ở trong phần bệnh sử có ghi là cách nhập viện 1 tuần thì có cái vấn đề buồn nôn nhiều hơn, rồi nôn, bệnh nhân nôn hơn, thì em sợ là cái vấn đề này có thể gây ra tổn thương thận cấp ở bệnh nhân gì đó, em cũng chưa rõ cái phần đó nên em chỉ đặt là giảm chức năng thận thôi. Thật sự ra đó là em nói thì cũng đúng rồi, nhưng mà nếu nói thì làm mấy em nghĩ tới một cái điều gì, nghĩ tới một cái điều đó là lẽ ra là mình cần phải biết bệnh nhân nôn ói như thế nào ha. Thế là nôn, nếu mà nôn thì cái lượng nó làm sao, thì nó uống nước rồi có được không, nó có đủ nước hay không ha. Đi tiểu thì mình biết là người ta mình nghe nói là không có tiểu ít gì hết, nhưng mà mình coi cái lượng nhập của người ta sao. Rồi được rồi, có em nào ý kiến gì khác nữa không? Dạ, cho em hỏi là cái chế độ ăn của bệnh nhân như thế nào ạ? Với dạo gần bệnh nhân có sụt cân hay không? Tại em thấy BMI của bệnh nhân khá thấp ạ. Sụt cân là sao vậy em? Dạ là trong những tháng gần đây, là trước đó có bệnh nhân có cân nặng bao nhiêu, rồi những tháng gần có giảm 5 kg, có sụt cân có ý nghĩa không ạ?
Bệnh nhân này không có sụt cân đâu em, bệnh nhân này là cái BMI thấp nhưng mà đều nói chung là ốm ốm, con gái mà, gái lớp 12 mà người ta cũng ốm Dạ, nữa. là bệnh nhân có mệt chứ buồn nôn gì, bệnh chế độ ăn của bệnh nhân có ăn uống được hay không ạ? À? Với bệnh nhân có ăn lạc hay là ăn mặn ạ? À? Bệnh nhân này thật ra thì trong vòng 6 tháng nay thì ăn uống thì theo như nói thì cũng cũng bình thường nha. Chỉ có một cái thì những cái lúc mà buồn nôn á thì ăn không có được thôi, nhưng mà điều thật ra 6 tháng trước thì nó thỉnh thoảng thôi chứ nó không có nhiều. Buồn nôn rồi mua thuốc uống thì nó cũng hết, thì cũng chẳng có đến mức mà phải nôn nữa. Mà với một cái nữa thừa cái em này nó nôn mà em thấy hẳn cái triệu chứng dạ dày khác nó không có, tức là nhiều khi nó ngồi không thì nó cũng nôn được nữa ha. Rồi còn cái thứ hai nữa là ăn mà ăn mặn á thì hoàn toàn nó ăn bình thường thôi, không có cái chế, tức là ăn lạc á, đang nói cái chuyện ăn lạc nó không có chế độ ăn lạc. Còn mình ăn mặn thì chắc là nó có ăn mặn đó, tức là mình hỏi nhá thì nó vẫn ăn chung với gia đình, cái chuyện đó rất là thường thức người sống thôi. Tự nhiên một cái đứa mà nó nôn buồn nôn 6 tháng rồi không lẽ nhà cách ly ra cho ăn riêng chẳng hạn gì đó, thì nó vẫn ăn chung gia đình. Mà mấy em biết rồi, ở dưới quê thì người ta ăn thì chế biến lúc nào nó cũng gia vị nó cũng rất là phong phú và rất là đậm đà rồi, cho nên ra chắc là nó cũng có mặn. Cái người ăn lạc là cái người ăn sao, em hỏi làm sao em biết người ta ăn lạc nguyên? Dạ, ăn lạc là chế độ ăn không nêm mắm, không nêm muối, không chấm thêm mắm, không chấm thêm gia vị. Tức là em nói người bệnh á, thí dụ như em nói bệnh nhân bà bị tăng huyết áp rồi bà không có được ăn mặn thì em nói thì sao, không được ăn gì? Dạ là không được chấm thêm mắm, không nêm mắm, không nêm muối nè, không chấm thêm mắm. Với nếu mà khó ăn quá thì thêm một xíu muối rồi hay À, thường á, thường em nói vậy á thì người ta hiểu á, người ta hiểu ý em á, nhưng mà đều có những người ta không hiểu ý em lắm, người ta tưởng rằng á, là em không làm thì thôi nhưng mà người khác làm thì được. Có nghĩa là gì nè, có nghĩa là cái bệnh nhân nó cũng vậy á, nhưng mà đều sau một tháng sau em thấy ôi sao nó không ăn mặn mà sao rốt cuộc thấy huyết áp rồi kiểm soát cũng chẳng tốt, bệnh thận nó cũng diễn tiến nặng vậy. Em hỏi nó thì tại vì tôi cũng đâu bệnh thì tôi đâu nấu ăn đâu, tôi đi ra ngoài tôi mua ăn không mà, thì mua về thì tí giờ tôi ăn hủ tiếu thì tôi cũng đâu có bỏ thêm nước mắm gì thêm cho, tôi ăn hủ tiếu y người ta nấu chẳng hạn gì đó. Thì mình phải biết á, là ở ngoài người ta nấu cũng mặn lắm, cho nên đôi khi mình phải khuyên người bệnh luôn là gì, không không ăn ngoài á. đúng rồi, phải tự nấu luôn á. Và ngay cả một cái điều mà mấy em biết á là gì nữa, mình hay nói bệnh nhân không được ăn gì, ví dụ nãy Không em được. nói, em nói nó cần thiết một cái mà mấy em biết ở dưới quê người ta hay ăn lắm á, là ăn cái gì? Ăn đồ hộp. Đồ hộp. Ừ, đầu hộp, nhưng mà dưới quê chắc không có ăn, dưới quê thì không có hay ăn, ở đâu cũng hay ăn thôi, nhưng mà đúng là mình khuyên người ta đừng ăn đồ hộp, Dạ. tại vì đồ hộp á người ta cũng hay bỏ cái chất chế biến, và cái thứ hai người ta cũng phải bỏ thêm muối để người ta bảo quản cho tốt. Muối mình có câu mà cá không ăn muối cá ương, Cá cho nên khô. là cái gì mình cũng phải cái gì mình cũng phải 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 bỏ thêm muối thì để bảo quản lâu được. Thì cái nhà mà sản xuất lúc nào người ta cũng vậy. Đôi khi bệnh nhân nói với mình câu là cái gì, không có đâu có thấy mặn đâu, đúng không? Nhưng mà mình nói với bệnh nhân lại là cái câu là cái gì, Quen rồi thì đâu thấy mặn nữa đâu. không phải quen là không thấy mặn đâu, mặn câu là cái gì em biết không? Huy, Quang Huy. Dạ em không biết ạ. Biết hả? Mấy em là biết không? Là thế này nè, cái vị mặn á, vị mặn mà người bệnh cảm nhận được á,
nó là từ cái nói chung cái mình mong muốn là cái gì, Quyên biết không? Khi mình nói bệnh nhân là đừng ăn mặn, cái mình mong muốn là cái gì biết không? Là giảm muối. Giảm natri á, là mình mong muốn là bệnh nhân giảm natri á, chứ chứ thực sự là mình không phải, mình mong muốn là bệnh nhân giảm cái tức là cái gốc của vấn đề, không phải là để cho cái vị nó lạc hay vị nó mặn, nhưng mà mình muốn là vậy, nhưng mà chỉ nó tương đồng với nhau thôi. Cho nên là đôi khi á, bệnh nhân ví dụ như em mà tưởng tượng giờ bà anh cho em một tô bún bò đó mà nó hơi mặn thì em làm sao? Em bỏ tô bún bò đó hả? À, em vẫn ăn à. Nhưng mà em làm sao? Ăn trong cái sự mặn mà như vậy hả? Hay là sao? Dạ em thêm xin thêm nước lèo hay là xin thêm nước để pha loãng ra. À là cái em húp hết tô luôn, đúng không? Có lẽ là vậy, có lẽ là em nếu mà em thích ăn bún bò có khi em cũng húp hết tô luôn. Gì có nghĩa là cái lượng natri mà em đưa vô á nó cũng y chang như cái lượng mà cái lúc đầu thôi, chẳng qua là em pha loãng thì nó vậy thôi. Và là đôi khi á, đôi khi ví dụ như có những người vậy họ sẽ ăn cay, bỏ ớt bỏ chanh rồi vô cho nó cay, cái hai cái ăn cái chẳng thấy mặn nữa. À hoặc là đôi khi mà em biết là người ta mà ở dưới quê mình nêm đồ thì người ta hay bỏ bột nêm nữa đúng không, thì mặn thì bỏ tí bột nêm, thì bản chất vấn đề là mình sẽ thấy nó bớt mặn nhưng mà không có nghĩa là nó bớt natri ra, cho nên người ta vẫn ấy như vậy. Thì còn cái nãy nói đó là bệnh nhân ăn khô ha, ví dụ như khô đồ hộp, hay mình nói một cách rất là chung để cho người bệnh biết đó là không ăn mấy cái đồ chế biến sẵn, tại vì đồ chế biến sẵn thì bạn phải bảo quản, mà phải bảo quản thì phải bỏ thêm muối ha, cái đó chuyện đó là rất là thường tình rồi. Còn cái gì nữa không? Dạ, tạm thời là chưa. Như vậy á, cái vấn đề để nó cái chuyện mà mình nói là bệnh nhân này có cái suy thận mạn đoạn cuối á, thì thực sự ra thì mình không bao giờ mình nên chẩn đoán là như vậy. Cái chẩn đoán á, người ta hay nói là gì, chẩn đoán nó giống như là một cái bản án vậy đó. Mình quyết định nó như thế nào thì cái số phận cuộc đời của người ta sẽ ra như thế nấy, cho nên nó rất là quan trọng đối với người bệnh. Mặc dầu cái cuối cùng mình vẫn mong muốn là gì, chẩn đoán chính xác để mình điều trị, nhưng mà khi mà chưa chính xác thì mình hãy hướng tới những cái mà nó có khả năng khả quan hơn. Cho nên á, người ta vẫn hay khuyên em đọc sách vừa vở hay là mấy cái tài liệu, người ta vẫn hay nói là gì, khi một cái người mình chưa đủ bằng chứng để mình chẩn đoán suy thận mạn đoạn cuối thì mình đừng chẩn đoán người ta suy thận mạn đoạn cuối. Hay nói cách khác, trước một người mà mới vừa phát hiện giảm chức năng thận thì mình hãy coi người ta có một cái tổn thương thận cấp nha, tức là một cái giảm độ lọc cầu thận cấp tính thôi, chứ không phải là một cái bệnh thận mạn đoạn cuối. Dĩ nhiên là có thể nó là bệnh thận mạn đoạn cuối, nhưng mà điều khi mình có đầy đủ bằng chứng mình hãy kết luận như vậy, cho nên là mình đừng vội vàng là mình chẩn đoán là bệnh nhân này là một cái suy thận mạn đoạn cuối ha. Rồi còn cái chuyện thứ hai nữa là em chẩn đoán là hội chứng urea máu cao đó, cái vấn đề của em là urea máu cao đó. Thì được, đúng rồi, mình có quyền mình chẩn đoán như vậy. Cái bạn Thanh đó, chẩn đoán là quên động cho là cái vấn đề là nôn ói, nôn và buồn nôn gì đó cũng được, nó không sao hết, tùy theo cái mức độ đánh giá của mình, cái triệu chứng của mình đang ở cái mức độ gọi là mình đánh giá cái vấn đề. Đánh giá vấn đề nó giống như mấy em có nghe ông bà mình có câu là gì, lùi một bước biển rộng trời cao đó. Hay là như hay người ta hay nói cái câu chữ là gì, mình muốn quan sát một bức tranh đó thì mình hãy lùi nó ra xa để mình quan sát nó toàn diện. Thì cũng vậy, mình muốn nắm chắc cái bệnh cảnh lâm sàng của người bệnh đó, có khi mình phải tiến tới, tức là mình gần cái triệu chứng đó hơn để mình chẩn đoán nó chính xác hơn. Có khi mình phải phải lùi bước để mình coi là cái chẩn đoán của bệnh nhân như vậy, tức là cái bệnh cảnh lâm sàng của người ta, cái bức tranh của người ta nó như thế nào. Mình có bao quát hết chưa? Thì em chẩn đoán là hội chứng urea cao thì nó sẽ cụ thể hơn, còn em nói nôn và buồn nôn thì nó mơ hồ hơn.
nhưng mà nó cụ thể thì nó cũng có cái giá của cụ thể, cái mơ hồ nó cũng vậy. Tức là cái hội chứng Lewy cao thì mình cũng đã hàm ý cái chuyện là nó nôn buồn nôn trống rồi, nhưng mà có nghĩa là mình có thể mình bỏ stop những cái chuyện khác ha. À, còn cái chuyện mà mình nói nôn ói và buồn nôn gì đó thì có thể mình phải cực khổ hơn, mình phải làm nhiều cái thao tác khác, khám nè, xét nghiệm nè, để mình loại trừ những cái khác, ví dụ như là nôn và buồn nôn nè. Thanh nè, em nói cho anh biết cái khi em tiếp cận một bệnh nhân mà nôn và buồn nôn á, em học tiêu hóa rồi phải không, thì có những cái nguyên nhân gì? Thì là về dạ dày thì bệnh nhân Lớn lớn lên không nghe gì ta. để em đổ cho cái mic em. Dạ anh nghe rõ hơn không ạ? Dạ bệnh nhân nôn thì về đường tiêu hóa, thì về dạ dày, ở dạ dày thì sẽ có các bệnh nhân bị khó tiêu chức năng. Bệnh nhân bị trào ngược dạ dày thực quản, bệnh nhân bị khối u ở dạ dày, bệnh nhân bị viêm dạ dày hoặc là loét dạ dày. Còn ở bên xuống bệnh nhân cũng có thể bị viêm tụy cấp, viêm tụy mạn cũng có thể gây nôn. Bệnh nhân bị viêm túi mật, bị có thể gây nôn ói, bệnh nhân bị tắc ruột. Còn và đó các nguyên nhân về tiêu hóa. Rồi sao nữa? Dạ có thể có những nguyên nhân về tăng áp lực nội sọ. Gì nữa? Tức là nguyên nhân ngoài đường tiêu hóa của mình á, thì có thể thứ nhất là liên quan thần kinh của em thì em nói tăng áp lực ngoài sọ, hoặc là những người bị viêm màng não người ta có thể nói vậy. Là gì nữa? Về nguyên nhân nào nữa? Dạ ở nên nhớ có hội chứng u ra huyết cao bệnh nhân cũng có thể nôn ói. Huyết cao thì nó thuộc cái nhóm gì? Nhóm tiêu hóa hay là nhóm thần kinh hay là một nhóm riêng? Nhớ hội chứng u ra huyết cao thì tác động lên tiêu hóa là do nôn ói. Và thì đương nhiên tác động tiêu hóa Thì rồi, chứ thần kinh cũng phải tác động tiêu hóa chứ không lẽ tác động ở chỗ khác là nôn ói. Cái chuyện đó thì đương nhiên rồi, tại nôn ói là một cái hoạt động tống xuất cái những cái thành phần ở trong cái đường tiêu hóa ra ngoài theo cái đường ngược lại thì người ta gọi là nôn ói. dạ Vậy theo thì cái nguyên nhân chuyển hóa ạ. như vậy thì u đi máu cao nè, rồi có thể cái nguyên nhân gì chuyển hóa mà có thể gây ra nôn ói? Không biết hả? Nói chung là cũng nhiều lắm, nó một cái mảng nó cũng rộng lắm em. Ví dụ những nguyên nhân này về nội tiết, những cái bệnh nhân mà bị cái gọi là suy tượng thận đó, người ta cũng có thể bị nôn ói ha, thiếu hormone cortisol máu đó, người ta cũng có thể nôn ói. Rồi những cái người mà ví dụ em biết là mấy người có thai thì người ta cũng sao, cũng Dạ nôn có mà ớt thai nghén đó, thì mấy người đó cũng do cái rối loạn nội tiết tố đó, nên cái hàng beta HCG thì phải, nó cũng có thể gây ra cái triệu chứng đường tiêu hóa. Nói chung là như vậy. Thì nói chung á, là ý nó nói là khi mà mình nói cái vấn đề là nôn và buồn nôn á thì mình sẽ phải khảo sát rộng hơn, tức là phải đi hết những cái nhóm nguyên nhân là như vậy, rồi mình coi bệnh nhân này phù hợp với cái gì. Và hiển nhiên là cái gì, có lẽ là trong đầu mình nghĩ là mình không có chắc là bệnh nhân này bị cái hội chứng ury máu cao đâu, cho nên mình mới đặt cái vấn đề như vậy, chứ mình chắc chắn 100% á thì mình đặt luôn cái vấn đề hội chứng ury máu cao. Điều đó có nghĩa là gì nữa, là mình sẽ cần phải chẩn đoán phân biệt. Nếu mình đặt cái vấn đề là nôn và buồn nôn, mình sẽ cần phải chẩn đoán phân biệt. Còn nếu mình đặt là hội chứng ury máu cao thì mình không cần phải chẩn đoán phân biệt ha. Rồi như vậy bây giờ em chẩn đoán là cái gì? Quy, quan quy. giờ dạ, anh tại lúc nãy trên bệnh nhân này thì em thấy là có ba ba cái nhóm nguyên nhân là
tiêu hóa thần kinh với chuyển hóa, thì tiêu hóa thì bệnh nhân này cũng không có các cái triệu chứng gợi ý Có gì. câu hỏi không vậy? Dạ anh hỏi là bệnh nhân Đó này. là chuyện mà chứ có kêu ngồi nói lê thê gì đâu, mà chừng nào hỏi tiếp tí tí cái gì thì trả lời không phải gì. Dạ vậy trên bệnh nhân này thì em vẫn giữ cái vấn đề là hội chứng Chẩn urinary đoán cao. nè, Dạ. thì mới có vấn đề thôi còn chẩn đoán kìa. Dạ, em chẩn đoán trên bệnh nhân này là bệnh thận mạn giai đoạn bệnh thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng hội chứng urinary cao, thiếu máu, theo dõi AKI và suy dinh dưỡng ạ. Rồi, chẩn đoán phân biệt. Dạ cái theo dõi AKI là cái chẩn đoán phân biệt của em luôn rồi. Là một cái chẩn đoán phân biệt sơ sài vậy đó, hả? Em nào có ý kiến gì khác nữa không nè? Một em nói cho anh nghe đi. Lưu chính hữu. Dạ em chuẩn đoán là bệnh AKI trên nền bệnh thận mạn là chuẩn đoán công việc của em ạ. Tức là chẩn đoán chính của em là gì trước cái đây chứ, tự nhiên chẩn đoán đó là chẩn đoán phân biệt của em thì chẩn đoán chính của em là gì? Chủ đánh chính của em là bệnh thận mạn giai đoạn cuối ạ. Biến chứng là thiếu máu, suy dinh dưỡng, rồi rồi hội chứng viêm, hội chứng urinary cao ạ. Rồi chủ đánh phân biệt của em là tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn ạ. Biến chứng là thiếu máu, suy dinh dưỡng ạ. Ủa gì cái ure máu cao em đâu? À, với lại hội chứng urinary rất cao ạ. Thanh. Dạ, ca này chẩn đoán sơ bộ của em là bệnh thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng thiếu máu, hội chứng urinary cao, tăng huyết áp. Chẩn đoán phân biệt là theo dõi tổn thương thận cấp, thiếu máu thiếu sắt. Theo dõi tổn thương chẩn đoán phân biệt là tổn thương thận cấp, biến chứng hội chứng urinary cao, thiếu máu thiếu sắt và tăng huyết áp. Thiếu máu thiếu sắt và tăng huyết áp là hai cái bệnh riêng. Rồi, mấy em khác có bình luận về mấy chuyện này không? Bây giờ một em nào đó bình luận về ba cái phần của mấy bạn nè. Nói chung mình đi nhanh cái này nha, 15 phút, trong vòng 15 phút nữa mình phải kết thúc cái phần chẩn đoán nha, để mình học cái kia cho lẹ. Phê bình và bình luận về cái này, cái toàn nghiêm. Em nói anh có nghe rõ không? Nghe nghe nghe, mở camera lên nói chuyện. Em ý là em có chẩn đoán giống như bạn Thành, em đồng ý ý kiến của bạn Thành. Đồng ý ý kiến của bạn Thanh. Như vậy em biện luận cái này cho anh nghe coi, tại sao bây giờ em chẩn đoán sơ bộ là bệnh thận mạn lần cuối. Dạ, tại vì trước đó bệnh nhân đã có một cái chẩn đoán của bệnh viện Hòa Hảo là bệnh thận mạn giai đoạn cuối, rồi bệnh nhân có thêm các cái triệu chứng như nôn ói thì em nghĩ đặt cái đó nó phù hợp với lại cái hội chứng urinary cao. Xong rồi bên bệnh viện Medic thì cũng có chẩn đoán thiếu máu của bệnh nhân, xong khi này khám thì có cái huyết áp 110 ở 140 trên 110 thì em cũng đặt nó là một cái tăng áp. Vậy rốt cuộc thì em có làm gì đâu, tức là ý em nói là bên Medip chẳng đoán vậy nên em thấy vậy, và em đo thấy huyết áp cao nên em chẳng đoán bệnh nhân có tăng áp vậy thôi chứ cái gì đâu. Ý là cái lý luận của em á, bây giờ em nghĩ bệnh nhân là được chẩn đoán ở Medip, bệnh nhân là chẩn đoán là bệnh thận mạn đoạn cuối. Nhưng mà nãy bạn nào hỏi đó thì giờ mình không có xét nghiệm gì hết, thì em nghĩ trong đầu á là bệnh nhân này được làm cái gì mà được chẩn đoán là bệnh thận mạn đoạn cuối. Em nghĩ là bệnh nhân được làm đo Bulgarer siêu âm thận.
làm cái bôn creatinine rồi làm cái siêu âm bụng có đo kích thước thận à, ví dụ vậy thì em nghĩ trong đầu á là cái xét nghiệm bôn creatinine nó tăng đúng không, thì kích thước thận nó có thể nó sẽ nhỏ đúng không. À, thì có thể là như vậy mà nó người ta chẩn đoán rằng cố, nhưng mà lỡ lỡ mấy em tưởng tượng nha, em sẽ thấy nó nhiều trường hợp như nãy nó rồi, mình chẩn đoán bệnh thận mạn á, về tiêu chuẩn chẩn đoán là trên 3 tháng bệnh nhân này mình đâu có biết là trước đó bệnh nhân như thế nào đâu, cho nên hình ra với một cái creatinine máu á mình đâu đủ để mình chẩn đoán bệnh nhân này là bệnh thận mạn đoạn cuối đâu đúng không. Cho nên là cái căn cứ ở bên bệnh viện trung tâm Medit á, người ta cũng căn cứ trên một cái nền tảng nó cũng có chặt chẽ, cho nên là mình nói giờ dựa vào cái đó nữa thì nó hoàn toàn là nó cũng không chặt chẽ, tức là người ta làm không chặt chẽ, mình bắt chước người ta thì cũng vậy thôi, tức là cái căn cứ người người ta cũng như mình thôi, tức là một cái xét nghiệm máu hay suy thận vậy thôi. Còn về cái chuyện mà mình thấy cái gọi là cái siêu âm á, siêu âm thì mình cũng chưa thấy siêu âm, nhưng mà điều siêu âm thì em nghĩ là nó có thể nó teo cái thận đúng không. Nhưng mà điều á mình cũng phải phải nghĩ trong đầu, lỡ như nó không teo cái thận rồi làm sao đúng không. Tại vì thí dụ như vậy là cho dễ, cái em này á, em này em nghĩ nó nhỏ con không Có tại vì BMI nó thấp. à, như vậy á thì ngay cả nó là người bình thường nha thì cái chuẩn cái thận của nó có khi nó cũng nhỏ đúng không, nó đâu có to được, tại vì nó nhỏ con mà, tại vì cái thận bình thường nó cũng có thể đã nhỏ rồi. Cái thứ hai là cái chuyện là gì nữa, cái chuyện là em nghĩ cái em này cái bệnh của nó thì diễn tiến nhanh không. Em nghĩ là bệnh này diễn tiến nó không có nhanh, tại có nôn ói tại từ 6 tháng trước rồi, từ nửa năm trước rồi nó có cái nôn ói Ừ, rồi. thì tại em không biết cái bệnh thận người ta định nghĩa diễn tiến nhanh là sao, định diễn diễn tiến nhanh của thận á là nó diễn ra là vài tuần đến vài tháng, thì cái 6 tháng này nó có thể nó là diễn tiến nhanh á. Còn đối với một cái người á mà như đã nói hôm nay mình chẩn đoán người ta suy thận mạn đoạn cuối, mình đảm bảo 100% là mình chẩn đoán đúng thiệt nha, thì mười mấy năm về trước á có khi người ta bị bệnh thận rồi ha. Nếu em học về bệnh gọi là bệnh thận do tăng huyết áp, bệnh thận đái tháo đường á, nó diễn ra cũng cả hàng chục năm á chứ không phải vậy. Bé này mới có 20 tuổi, như bây giờ 20 tuổi nè, chứ còn hồi xưa nó hồi nó mới chẩn đoán nó có 19 18 tuổi thôi nha. Cho nên rõ ràng một cái điều là gì, rõ ràng là một điều là cái bệnh nó diễn tiến là có vẻ nó nhanh đó, mà em nghĩ nó nhanh gì, nó có đủ để làm cái thận teo không, có khi nó cũng chẳng có chưa kịp teo. Teo thì tại mình nghĩ là cái gì mà làm nó gọi là nó không còn chức năng, nó lâu quá thì nó teo. Cho nên á, cho nên có thể những cái người bệnh nhân mà suy thận mạn đoạn cuối luôn nha, nhưng mà thận nó chưa có teo đủ tiêu chuẩn của mình. Cho nên tóm lại mình nghĩ trong đầu gì, à, con bé này mà lỡ mình siêu âm ra mình thấy cái thận nó teo mà teo đét luôn á thì không nói gì, nhưng mà mình thấy cái thận nó cũng hơi là nhỏ hơn một cái người bình thường, một cái chuẩn nha, nhỏ cái chuẩn thì chưa chắc là nó teo à. Tại vì nó có thể nó nhỏ con, nó có thể là cái nó nhỏ con thì á, tức là mình dự đoán là gì, nếu nó là bệnh thận mạn cuối chưa chắc cái thận nó teo, mà nếu ngược lại cái thận nó chưa chắc nó teo trên cái bệnh cái xem ngoại thì làm gì mình dám mình chẩn đoán nó bệnh thận mạn đoạn cuối được. Cho nên mình nghĩ trong đầu là ở bên hoàn hảo, nếu người ta có cái xét nghiệm đó chưa chắc là người ta chưa chắc nó là bệnh thận mạn đoạn cuối. Cho nên tụ chung cái vấn đề của mình á là anh mong muốn em cũng phải nhớ một cái điều là gì, mình khi mình chưa đủ bằng chứng về mặt thời gian, mình chưa có bằng chứng về mặt giải phẫu bệnh, mình chỉ mới gặp bệnh nhân giảm chức năng thận lần đầu tiên, có một cái bằng chứng giảm chức năng lần đầu tiên mới gặp, thì mình hãy chẩn đoán bệnh nhân là tổn thương thận cấp. Nếu mà gọi là chắc ăn thì mình nói là tổn thương cấp trên một cái nền bệnh thận mạn cũng được ha. Còn nếu mà không á, xin lỗi, thì cũng được, chứ mình không được nói là bệnh nhân này bệnh thận mạn đoạn cuối ha. Hai cái tư duy nó sẽ dẫn đến những cái tiếp cận nó khác nhau, và khi nó khác nhau thì nó dẫn đến
những cái ngã rẽ khác nhau thì nó cũng tội cho bệnh nhân thôi. Tức là đôi khi là người ta sẽ qua cái thời điểm vàng để người ta được cứu sống. Cái câu chuyện mà rất là bình thường mà, nếu mà em coi phim mà Romeo và Juliet đó, tức là cái người này họ tự tự tử, cái người kia là nghĩ gì, nghĩ người này chết thiệt cho nên cũng tự tử theo. Nhưng mà nếu nếu mà đặt vai trò là mình là người coi phim á, là mình biết cái người này là chỉ chết giả thôi, cho nên đừng có vội chết, chờ tới chiều hoặc là tới ngày mai thì rồi hai người cùng sống một cách hạnh phúc, rồi cái người này chết rồi cái người kia chết chẳng hạn gì nè, thì nó cho nên á, thí dụ mình tưởng tượng nha, cái thận nó còn khoảng tuần lễ nó hồi phục, mình là cái người mà mình đứng ngoài mình coi phim á, bản thận còn, nhưng mà vô tình cái những cái diễn viên lúc này đã làm quá tích cực theo một cái chiều hướng khác, tức là giờ bỏ luôn cái thận này làm cái chuyện khác, thì có thể là nó có sống vậy nó sống cũng được nữa, bởi vì nó đã được chôn sống rồi thì nó đâu có ai được. Cho nên á là khi mình chưa có bằng chứng thì mình phải xem như nó là một cái tổn thương thận cấp. Thì về mặt tư duy nữa mấy em á, thì cái chuyện thiếu máu thì mấy em phải biết là thí dụ như trong cái bệnh thận mạn tính á, nó có thiếu máu, như trong cái bệnh thận cấp tính á, nó không có thiếu máu, hoặc là nếu nó có thiếu máu thì nó phải được giải thích như thế nào, thì mình cần phải chẩn đoán phân biệt là cái chuyện đó ha. Cái thứ hai nữa là mình cũng lưu ý một cái điều là gì, mấy em chẩn đoán là bệnh nhân này có suy dưỡng giảm cân gì đó, nhưng quên là nhẹ cân đó, thì mình cũng nghĩ là bệnh nhân này cũng có thể thiếu máu do suy dưỡng ha, tức là thiếu máu do bệnh thận mạn kèm với cái chuyện thiếu máu do suy dưỡng, mình chẩn đoán cái chuyện đó. Rồi một cái chuyện là mình cũng lưu ý hồi nãy có em nào cũng quên đó mà nhắc đó, đó là hội chứng uri máu cao, nó là một cái hội chứng lâm sàng của cái chuyện là gì, tăng cái ure. Mình biết cái hội chứng uri máu cao người ta tiếng Anh là gì, cái uremia, mà cái từ gốc của nó có nghĩa là gì, có nghĩa là cái gốc gốc từ mà cuối ia ở cuối câu á, cuối từ đó có nghĩa là máu đúng không, và cái gốc từ đó có nghĩa là có cái nước tiểu ở trong máu. Cái gốc từ là xưa của người ta là vậy, tức là người ta hàm ý một điều là gì, tức là cái việc á, mà cái hội chứng đó nó được gây ra bởi cái việc ứ động các cái chất mà nó gây ure máu á, ứ động ở trong cơ thể và nó dẫn đến người ta có những triệu chứng. Và như vậy á, bệnh nhân bệnh thận cấp tính cũng có thể bị gì, bệnh thận mạn tính cũng có thể như vậy. Cho nên là tổn thương thận cấp nó vẫn có hội chứng uri máu cao ha. Thì tóm lại á, là mình đang cái bệnh nhân này á, là mình cần phải làm rõ cái vấn đề là gì. Thứ nhất là tổn thương thận cấp nè, bệnh thận mạn ha của bệnh nhân. Cái thứ hai là cái vấn đề thiếu máu của người bệnh. Rồi cái thứ ba nữa đó là cái triệu chứng nôn và buồn nôn của bệnh nhân đó. Ngoài cái hội chứng uri máu cao, bệnh nhân còn có phải là do cái triệu chứng đường tiêu hóa hay không, có thể là mình sẽ xét nghiệm mình thấy ure creatinine nó cao, mình nghĩ nó như vậy, mà đôi khi mình cũng cần phải loại trừ cái bệnh lý đường tiêu hóa bằng cách mình cũng phải nội soi dạ dày tá tràng. Bây giờ về mặt cận lâm sàng thì em làm những cận lâm sàng gì nè, em nào đề nghị cận lâm sàng nhanh. Lẹ đi Thanh Thanh, cận lâm sàng mình sẽ chia theo cái vấn đề ha, vấn đề tổn thương thận thì mình cận lâm sàng là gì, vấn đề là thiếu máu cận lâm sàng của mình là cái gì, rồi cái vấn đề hai hai cái vấn đề đó cũng được, còn cái ure máu cao thì nói đi Thanh. Đề về thận thì em sẽ làm bun creatinine, tổng phân tích nước tiểu, một cái siêu âm bụng để đánh giá cái thận của bệnh nhân. Tức là ý là bây giờ nè, vấn đề về bệnh tổn thương thận của bệnh nhân thì em làm để em chẩn đoán, thứ nhất là bunreotinin, mục đích của em để làm gì? Dạ, bệnh em đầu tiên em đánh giá cái chức năng thận của bệnh nhân có suy thận hay không.
Dạ, sau đó là em sẽ làm coi thử có nguyên nhân của cái tổn thương thận này sẽ là bệnh thận mạn hay là tổn thương thận cấp. Thì nếu À như đây mà nè, cái ure retin của bệnh nhân đó. dạ để em tính thử độ lọc còn lại. Tính gì chi Ở tính dạ creatinine tăng cao, cái bun ure cũng cao ạ. Thì creatinine này đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là có suy thận rồi. rồi, tức là bệnh nhân có suy thận rồi, em cứ em làm những xét nghiệm để phân biệt bệnh này là gì, tổn thương thận cấp hay bệnh thận mạn, thì em có những cái xét nghiệm gì, ví dụ như là gì. Dạ, thứ nhất em sẽ làm một cái hình ảnh học, đó là cái siêu âm bụng để coi kích thước thận nó teo nhỏ hay là kích thước Nè, thận đây nó. là cái xiêm bụng, nó đọc cái xiêm bụng đi. Dạ, thận cái thận này thì chẩn có kích thước thận là thận phải là 8,3 nhân 30 mm, 83 8,3 cm, còn thận trái là kích thước là 9,3 cm. Thì hai cái Nét chứ và sao phân ta. biệt vỏ tủy còn kém rõ, tức là giảm cái phân biệt vỏ tủy. Thì hai cái này đã cũng có một cái gợi ý là cái thận nó hơi nhỏ, thường thì nó nhỏ hơn 8 cm thì nó sẽ là thận teo, nhưng mà cái này vẫn Nét phải ở. chứ răng răng hoài. Dạ, cm. Thì cái này thì em thấy cũng nó đang ở ngưỡng cũng là nhỏ, và có một thêm một cái ủng hộ cho mình, đó là kém phân biệt vỏ tủy thì sẽ ủng hộ là có bệnh nhân có thể có bệnh thận mạn. Thật ra tóm lại cái xương bụng thế này nè mấy em nhìn vô mấy em nói như nãy quan điểm là anh chia sẻ với mấy em rồi. Thứ nhất, phân biệt vỏ tủy kém rõ, nó phù hợp với cái bệnh thận mạn của mình. Cái thứ hai, kích thước thận nó chưa đủ cái tiêu chuẩn đem nó teo thận. Cái bệnh nhân này á là cái thể trạng nó cũng nhỏ đúng không, cho nên là nó không phù hợp với bệnh thận mạn, cho nên em cũng vẫn, tức là em không có được kết luận là cái kích thước thận này nó phù hợp bệnh thận mạn ha. Rồi mình làm gì nữa, tức là nó có một cái yếu tố là mình gợi ý, đó là cái phân biệt vỏ tủy kém rõ đó đó, chủ mô thận dày đó, còn cái kích thước thận thì nó chưa có teo nhỏ vậy thôi. Dạ, ca này em sẽ đều đề nghị thêm cái công thức máu cho bệnh nhân để đánh giá cái biến chứng của trong bệnh thận mạn, đó là cái tình trạng thiếu máu đẳng sắt đẳng bào. Thì ca này em thấy có bệnh nhân có thiếu máu, MCV, MCH đều giảm, thì có thiếu máu, thiếu hồng cầu nhỏ nhược sắt, nhưng mà mình cũng không có loại trừ được tình trạng mà nó chồng lấp cái thiếu máu đẳng sắt đẳng bào trong cái ca này. Thì sao? Dạ thì mình sẽ làm thêm một cái để tìm cái nguyên nhân mà tìm cái nguyên nhân thiếu sắt trên cái hồng cầu nhỏ nhược sắt trên ca này, thì mình sẽ làm thêm ferritin huyết thanh, chefarin và cái sắt huyết thanh để coi bệnh nhân có thiếu sắt hay không để mình bù sắt. Đúng rồi mấy em, tức là cái mình đang ở cái chỗ là gì, mình đang chỗ là mình coi công thức máu, mình phân biệt là bệnh nhân này có phải là tổn thương cấp hay bệnh thận mạn hay không. Cái thứ hai, công thức máu mình phục vụ cho chuyện chẩn đoán thiếu máu như nãy mình đã bàn ở phần lâm sàng. Cái thứ ba mấy em cần lưu ý một cái chuyện mình nghĩ sâu xa hơn nữa, là bệnh nhân này có phải chăng là bệnh thận mạn rồi biến chứng thiếu máu hay không, rồi mình dự trù là bệnh nhân này phải được điều trị gọi là chích thuốc tạo máu hay không. Gì b, khi mình chích thuốc tạo máu mình phải lưu ý là cái gì, thì người thường mình phải lưu ý là gì, lưu ý là cái dinh dưỡng phải đảm bảo, như vậy bệnh nhân này có thiếu máu thiếu sắt gì hay không, đi kèm hay không. Mặc dầu á đôi khi mình sẽ thấy những cái trường hợp công thức máu bình thường, xin lỗi, công thức máu mà ghi nhận là cái hồng cầu nó đẳng sắt đẳng bào luôn ha, thì nó vẫn có thể nó có cái thiếu thiếu sắt đi kèm ha, và người ta vẫn như cái KDIGO, người ta vẫn nói mình gì, mình phải loại trừ những cái chuyện mà gì thiếu máu do cái chuyện suy dinh dưỡng, tức là thiếu máu do thiếu sắt, mình phải đảm bảo là bệnh nhân đã được bù đủ sắt. Thì mình á, cái bằng chứng gọi là bù đủ sắt của mình là cái gì, thì đó chính là mình phải làm cái xét nghiệm bi lăng sắt. Bi lăng sắt của mình là có những cái thành phần ví dụ như là bạn mới nói đó là sắt nè, rồi ferritin, đậu bảo quả, transferrin ha. Một cái lưu ý nữa khi mình đọc công thức máu là gì, MCVMCH, cái chữ M của mình á, nó chính là cái chữ trung bình. Trung bình có nghĩa là người ta lấy hết mọi tổng hợp lại mọi thứ rồi người ta chia đều thì gọi là trung bình. Điều đó có nghĩa là gì, có nghĩa là có thằng lớn thằng nhỏ, thằng to thằng nhỏ, thì
nó cộng lại có khi nó cũng cho ra một kết quả trung bình, tức là nó cũng bình thường, gọi là đẳng sắc đẳng bào gì đó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái kích thước nó hoàn toàn nó bình thường. Nếu mà mình tưởng tượng á, mình lấy máu mình phết bên cái lam á, mình gọi là phết máu ra mình coi đó, thì có khi á, mình thấy hồng cầu nó to nhỏ không đều. Tức là sao? Tức là có những hồng cầu nó bị hồng cầu nhỏ như sắt đó, có những hồng cầu nó to ha. À, tức là có nghĩa là bệnh nhân có thể đẳng sắc đẳng bào nhưng vẫn không loại trừ được cái chuyện thiếu máu thiếu sắt ha. À, rồi tiếp đi em. Dạ, thì sau làm cái đó mình sẽ phân tích sau, còn tiếp tục để phân biệt tổn thương thận cấp bệnh thận mạng thì em sẽ làm soi cái cặn cái phòng máu, thì sẽ làm thêm canxi, phốt pho và BTH để coi bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa khoáng chất hay không. Đó là canxi phốt pho của người bệnh đó. Dạ, canxi ca này em thấy có giảm, phốt pho có tăng, BTH là tăng ạ. Cái đó là tăng đó. Nó tăng nhưng mà nó cũng phải là tăng tăng nhiều. Thực ra là mình thấy là cái canxi là có giảm, phosphor tăng, tăng thì tăng trên cái giới hạn bình thường ấy, nhưng mà không phải là tăng nhiều lắm ha. BTH cũng có tăng. Mình cũng lưu ý là mình biện luận những cái trường hợp như thế này, đó là thứ nhất á, là bệnh thận mạng á, là nó có ha, tức là nó phù hợp với bệnh thận mạng, nhưng mà điều nó có phải là phù hợp đến cái mức mà như nãy mình nói á, nếu mà bệnh nhân này là bệnh thận mạng hoàn toàn với cái creatinine là 5.99, tính là độ lọc cầu thận nó dưới 15, tức là bệnh thận mạng vòng cuối, thì phosphor BTH nó tăng vậy nó có phù hợp hay không. Nhưng mà mình cũng phải lưu ý một điều khi mà mình biện luận, nếu mà mình biết về cái chuyện mà phosphor nó có nhiều ở trong cái những cái thực phẩm nào, ví dụ như trứng sữa rồi đó, như vậy cái bệnh nhân này nè, mình coi cái chế độ dinh dưỡng, coi em này nó có ăn uống đồ có nhiều không, có phải là nhiều khi đôi khi á cái bệnh thận mạng thì nó làm tăng cái phosphor đó, nhưng mà tại vì do nó ăn uống không được cho nên cái phosphor nó không tăng đến cái mức mà mình kỳ vọng ha. Rồi tiếp đi em, nói để em biết vậy mình có thể mình biện luận á. Rồi dạ, cái này em làm thêm một cái soi cặn lắng nước tiểu để mình quan sát hay bệnh nhân có trụ rộng trụ trong gì không ạ. Có trụ rộng. Trước khi mà mấy em biết rồi, khi mình làm cái soi cặn lắng á, thì người ta hay nói cái xét nghiệm đầu tay về cái nước tiểu của mình nên làm một cái tổng phân tích nước tiểu ha. Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu thì em đọc cái tổng phân tích tiểu này cho anh đi. Dạ, tổng phân tích nước tiểu này thì em thấy có cái protein trong nước tiểu, còn không có nitrit, không có bạch nitrit thì âm tính, và không có bạch cầu cũng máu thì ở cái ngưỡng 25, thì cái này đó cũng ở ngang cái mức bình thường của cái tổng phân tích nước tiểu. Thì cái protein này thì mình sẽ đánh có protein trong nước tiểu thì mình nghĩ là có tổn thương thận, thì cái tổn thương thận này cấp hay mạng thì nó đều có được. Đúng rồi, các mạng đều có thể có được. Tổng phân tích nước tiểu mà ở dưới người ta có làm một cái cái định lượng đó, thì định lượng cái ASA đó thì nó tương ứng khoảng bao nhiêu gam albumin trong 24 giờ, em có thể biết được không? Dạ, ACR 547. Dạ, sẽ tương cái này đơn vị là miligam, miligam trên gam là 0,5, dạ, tương ứng khoảng cỡ 0,5 gram miligram trên milimol đó nha. Dạ, cái này thì em thấy cỡ 0,5 gram ạ. À, thì nó sẽ tương không phải đâu, em tầm miligram trên milimol kìa, chứ là phải miligram trên miligram đâu. Dạ, 0,5 miligram trên gram thì tương ứng với bình thường giai đoạn 3. Ủa, từ milimol chuyển sang miligram vậy hả? Nói chung là không phải đâu em về mấy em về coi lại cái này, 547 mg trên milimol nó sẽ tương ứng với cái chuyện là khoảng là 5,47 gram trên 24 giờ á, tức là bệnh nhân này tiểu đạm nhiều á, tiểu đạm ngưỡng thận hư đó. Tức là mình nói là nãy giờ mình phân biệt á, là mình thấy là bệnh nhân này thiếu máu phù hợp với bệnh thận mạng không, tức là cũng có phù hợp đúng không, và có kèm theo cái hồng cầu nhiễm sắt, cho nên mình cần làm thêm cái chuyện là coi có thiếu máu thiếu sắt gì đi kèm hay không. Cái thứ hai là mình nói rõ ràng chuyển hóa canxi phosphor, bệnh nhân này có rõ ràng chuyển hóa canxi phosphor phù hợp với bệnh thận mạng không, có ha. Rồi
Cái thứ ba về hình ảnh học, siêu âm bụng nó cũng có những yếu tố gợi ý phù hợp bệnh thận mạng đúng không? Tức là về mặt bệnh thận mạng là mình không chối cãi bệnh nhân này có thể có bệnh thận mạng. Vì cái tổng phân tích nước tiểu này, nếu mà nó bệnh thận mạng thì mình thấy nó tiểu đạm, ngưỡng cầu ngưỡng thận hư đúng không? Vì mình dự đoán là bệnh nhân có thể là có một cái viêm cầu thận mạng, tức là bệnh lý cầu thận nha. Tiểu đạm mức này là mức thận hư, và vì rõ ràng là nó thường nhiều vậy thì là cái tổn thương ở cầu thận, và có thể là nó bị cái bệnh thận nền tảng của người ta là cái viêm cầu thận mạng ha. Rồi, nhưng mà như hồi nãy giờ thôi em phân tích tiếp đi, còn gì nữa không? Dạ em thấy là làm ca này thì mình hướng nhiều đến cái tổn thương thận, còn một cái là sinh thiết thận, nhưng mà sinh thiết thận thì khi nào mình cảm thấy là những cái yếu tố khác nó không phù hợp thì mình mới làm thêm cái sinh thiết thận về sau ạ. Ừ, tức là em nói cái ca này á là em thấy nó đã phù hợp với bệnh thận mạng rồi đúng không? Dạ. Ừ. À, bệnh nhân này thì đã phù hợp bệnh thận mạng rồi, tuy nhiên á như nãy giờ mấy em phân tích và anh cũng nói mấy em rồi, có những cái nó cũng chưa phù hợp. Thứ nhất là cái thận nó cũng chưa có teo ha, cái thận nó chưa có teo, mình đừng kỳ vọng nó, mình nói cái thận này hơi nhỏ, nó không có nhỏ đâu, tại vì bé này nó nhỏ con mà. Cái thứ hai á là như canxi phosphor nó cũng không phải nó nhiều lắm, như tới giai đoạn cuối, tức là mạng thì mình không bàn cãi là bệnh nhân này chắc chắn là có mạng tính rồi đó nha, nhưng mà ý anh nói là nó có tới mạng giai đoạn cuối hay không thôi á nha. Tại mạng đoạn cuối là cái chuyện là bệnh nhân phải đi chạy thận nhân tạo, bệnh nhân phải điều trị tế thế thận, còn mạng nhưng mà chưa cuối thì bệnh nhân vẫn có thể điều trị nội khoa được mà ha. Rồi một cái chuyện cuối cùng nữa mình cũng cần phải biết nữa là gì, à bệnh nhân này mình nghĩ á là cái chuyện sinh thiết thận á, em nói là sinh thiết thận này khi nào mà bệnh nhân này là nó không rõ ràng là mạng, như vậy cái câu hỏi đặt ra là có phải là sinh thiết thận chỉ để phục vụ cái mục đích đó hay không? Vậy ngoài cái chuyện sinh thiết thận em có thể làm gì nữa được không với cái chuyện sinh thiết thận ha? Em dạ nếu như mà bệnh thận mà ở giai đoạn còn chưa giai đoạn cuối thì mình có thể đi tìm nguyên nhân, thì sinh thiết thận giúp mình tìm ra cái nguyên nhân để mình điều trị bệnh căn nguyên cho bệnh nhân ạ. À thì đó là mình tìm cái nguyên nhân để điều trị bệnh căn nguyên. Rồi giờ giả sử nè, mình sinh thiết thận luôn, mình cũng biết được bệnh thận căn nguyên luôn, nhưng mà điều mình cái bệnh thận căn nguyên đó nó không điều trị được, nó có giúp ích gì cho mình không? Dạ cái này em chưa có rõ. Không, nhưng mà em nghĩ phụ cho bạn đi, Đức Thắng đâu, em nghĩ sao Đức Thắng? Đức Thắng có học không? Thấy cái dạ alo ạ, nói đi em. Dạ em nghĩ là khó giúp ích rồi. Thắng dạ dạ alo ạ, em nghĩ là cái nếu mình xin thí thận ra thì cái trường hợp nghèo nhất là cái bệnh đó nó không điều trị được luôn, thì mà em nghĩ nó vẫn giúp ích gì đó, bởi vì ít nhất thì cũng cho bệnh nhân biết cái căn nguyên cái bệnh, mà tại sao bệnh nhân lại ra bệnh thận mạng mà nó diễn tiến giai đoạn cuối. À Đức Thắng nói là cũng đúng nha, Đức Thắng đang đi đám cưới hả, mới qua tới mà đám cưới sớm ha. Là đó là đúng thiệt là như vậy, mình nói là bệnh nhân thì mình biết được nguyên nhân cũng được, nhưng mà nói giống như một cái nhà bác học Edison hay gì, ai nói gì anh quên rồi, tức là đại khái mình làm thất bại mình cũng biết là ít ra là cái đó là cái hướng không dẫn đến thành công, thì cũng là an ủi, nhưng mà điều mình hướng tới một cái điều nó còn tốt đẹp hơn nữa, đó là thế này nè, mình phải dư hậu cho cái người bệnh nhân này. Bệnh nhân này á, em nghĩ là em nếu mà bệnh nhân này siêu mạng đồng cuối em sẽ làm gì cho người bệnh nhân này Thanh? Nếu mà bệnh nhân đã bệnh thận mạng giai đoạn cuối thì em sẽ là cái là điều trị thay thế thận cho bệnh nhân và điều trị các biến chứng của bệnh nhân. Thay thế thận em nghĩ là em chọn cái gì em biết không? Dạ những cái bệnh nhân mà trẻ như thế này thì em nghĩ tốt nhất thì nên ghép thận cho bệnh nhân. Đúng rồi, em chọn ghép thận. Và một cái câu hỏi đặt ra rất là lớn khi mình ghép thận cho người bệnh đó, câu hỏi gì? Mà ai cũng hay hỏi, ngay cả người nhà cũng hay hỏi nữa. Người ta hỏi câu gì? Em biết dạ, câu gì không? Nó có thải ghép không?
không, cái câu thể ghép chắc chắn ta hỏi rồi, nhưng mà ta hỏi câu nó bình dân hơn nữa. Câu Thể hỏi ghép gì? có được hay không? Không, thì cũng hỏi nhưng mà điều người ta hỏi câu gì mà ý là nó liên quan đến cái chuyện mà mình chẩn đoán cái nguyên nhân đây nè, chẩn đoán mình làm sinh tiết thận đây nè. Dạ, ghép xong rồi có bị lại không anh? Đúng rồi, mình chẩn đoán mình làm ghép xong bị lại, thì cái để trả lời được cái chuyện bị lại hay không á, thì một cái yếu tố mà gợi ý cho mình đó chính là cái bệnh thận căn nguyên, đúng không? Ví dụ như em nghĩ bây giờ một cái người mà bị tiểu đường nha, tiểu đường bây giờ ngay suy thận, thì em ghép thận thì cái thận nó có hết tiểu đường không? Cái người bệnh có hết tiểu đường không? Dạ không Không, anh, đúng không? không hết tiểu đường. Chị thì cái bệnh nó có thể tái phát lên cái thận ghép không? Có vậy thì rõ ràng là mình sẽ nói à, ghép thận là nguy cơ nó tái phát đó. Nhưng mà ví dụ cái chuyện là mình dự hậu nha, còn chuyện ghép ghép hay không là chuyện khác nha, chứ không phải là mình nói vậy là không ghép. Ý mình muốn nói là à, cái chuyện đó là nó sẽ tái phát. Còn cái chuyện mà ví dụ ông còn 10 năm đó ông chết, mà ông ghép cái thận này ông sống được 15 năm, vậy có nghĩa là ông sống một gọi là quãng đời còn lại không cần phải chạy thận nhân tạo chẳng hạn vậy. Thì mình đang nói cái chuyện là mình dự hậu là cái bệnh thận căn nguyên nó có tái phát trên cái thận ghép hay không ha. Và ngay cả cái chuyện mình dự hậu cho tiên lượng và dự hậu cho cái chuyện điều trị luôn nữa. Tức là nếu mà như vậy mình sẽ điều trị ức chế miễn dịch như thế nào cho cái chuyện ghép á. Thôi rồi thì tóm lại là em nghĩ em nên xin thận không, nên nhắm em mình phải xin chiếc thận cho ca này, tức là mình sẽ cố gắng mình xin chiếc thận ha. Thứ nhất là gì, chẩn đoán mình chưa rõ, không lẽ giờ mình chờ, không lẽ giờ mình chờ là mình chờ có đủ 3 tháng nó phải là giai đoạn cuối không, thì quá là không nhân văn rồi. Cái thứ hai là gì, nó không có rõ, vậy thì mình phải xin chiếc thận rồi, cho nên là bệnh nhân này xin chiếc thận. Và thực tế là bệnh nhân này cũng đã được xin chiếc thận và cái kết quả nó là nó à, đây anh không có kết quả để cho mấy em coi kết quả thiệt á, để cho mấy em coi kết quả nó là bị xơ hóa cầu thận toàn bộ ha. À, không biết là phải bệnh thận ISA, không nhớ không phải bệnh thận ISA hay không, nhưng mà nó phù hợp với cái suy thận mạn giai đoạn cuối, tức là mấy em biết rồi, nó giống như là một cái cây khô vậy đó. Thì bây giờ sinh thiết ra mình thấy cái thận nó sẹo hết trơn, nó bị xơ hóa hết trơn, thì nó chính là bị cái suy thận mạn đoạn cuối. Thì tóm lại về cái mặt chẩn đoán chính xác xác định ca này là suy mạn đoạn cuối thiệt rồi đó, tại vì có bằng chứng giải phẫu bệnh rồi. Rồi như vậy thì mình làm những xét nghiệm gì nữa, em nào nói đi, lần mình nhanh qua cái phần điều trị cái. Sang ơi, Alo, Sang dạ. Alo, dạ. Em nói có đi. nghe không ạ? Dạ rồi bạn. Dạ. Em vừa hỏi gì? Dạ, em nghe chưa rõ. Nói đi. Dạ, anh vừa hỏi gì? Em nghe chưa Rồi, rõ. nghe chưa rõ, hỏi không nghe rõ gì chắc nãy giờ nói cũng đâu nghe rõ đâu. Thì học thì sao có hiệu quả được. Trời ơi. Quang Quy. Dạ anh, trên bệnh nhân này thì nãy là mình có làm thêm những cái cận lâm sàng khác không? Thì mình làm cả năm sàn gì nữa Quy? Dạ em thấy trên bệnh nhân này là em thấy đã một, anh muốn đánh giá thêm cái bi lăng lipid cho bệnh nhân này nữa. Đúng rồi, tại sao vậy? Dạ tại vì là cái bi lăng lipid thì nó có thể là thúc đẩy mấy cái bệnh tim mạch gì đó vân vân, thì có thể làm nặng nề thêm cái diễn tiến của bệnh nhân, có thể làm chức năng thận nó suy giảm thêm. Trời ơi, nói vậy nói nghe cái buồn, rất buồn. Cái đầu tiên phải nói là cái gì, đó là lipid máu là một cái nó gọi là nó có thể nó gặp, tức là rất là thường gặp trên cái người bệnh nhân mà có bệnh thận giai đoạn cuối thế này nha. Nó là một cái yếu tố nguy cơ lớn của cái bệnh lý tim mạch, bệnh thận giai đoạn cuối là yếu tố nguy cơ của tim mạch mà. Và cái đã mình nói bệnh nhân này là suy thận mạn đoạn cuối rồi thì còn gì nữa mà thúc đẩy vào một cái suy thận nặng hơn nữa, đã cuối rồi mà còn gì nữa mà nặng hơn nữa mà em sợ. Cho nên là em sợ là sợ bệnh nhân là xảy ra các cái biến cố tim mạch đó, chứ không phải là của cái biến cố thận gì nữa đây. Rồi em làm xét nghiệm gì nữa Huy? Ngoài đâu nãy lúc nãy là trên bệnh nhân này có theo dõi suy dinh dưỡng nhưng mà mình chưa có
mình đánh giá thêm BMI thì chưa đủ tiêu chuẩn, em muốn đánh giá thêm cái albumin máu với đạm máu nữa. Rồi đúng rồi, mình sẽ làm thêm cái albumin máu, làm cái protein máu ha. Ngay cả cái chuyện bệnh nhân suy dưỡng mà dựa vô cân nặng hay không thì nó chưa đủ. Trên cái người mà bệnh thận mạng nha, cái mảng mà dinh dưỡng nó rất là rộng ha. Người ta đánh giá không chỉ là BMI mà người ta còn dựa vào cái gì? Albumin nha, albumin máu là người ta dựa vào cái gì nữa, biết không Huy? Dạ, đánh giá trên mấy cái chỉ số nhân trắc giữa vòng vòng cánh tay. Đúng rồi, người ta dựa vào những chỉ số nhân trắc như là vòng cánh tay, vòng eo, rồi lớp mỡ dưới da, rồi người ta dựa vào sức cơ. Có một cái thuật ngữ mà mấy em cũng hay nghe, đó là bệnh nhân gọi là suy dưỡng suy mòn đó, có nghe mà phải không? Thì nó rất là gặp, thường gặp ở trên những bệnh mạng tính, nhất là bệnh thận mạng nè ha, COPD nè ha, rồi bệnh suy tim ha. Có thể mấy em sẽ nghe cái thuật ngữ là suy mòn. Rồi mình làm xét nghiệm gì nữa Huy? Dạ em chỉ làm thêm lúc nãy bệnh nhân này chưa có ion đồ rồi. Dạ rồi, em chỉ làm thêm hai cái đó. Trời ơi, mình phải làm thêm một cái những cái xét nghiệm chẩn đoán biến chứng của cái bệnh thận mạng, biến chứng mà nãy mình nói là ion đồ, là mới nói gì chuyện tăng kali máu đồ rối loạn vì natri rồi thôi, còn mình còn làm cái xét nghiệm gì nữa chẩn đoán biến chứng? Dạ trên biến chứng của trên bệnh nhân này thì một là cái đối là điện giải, là em thấy cái canxi phốt pho BTH là bạn cũng làm rồi. Rồi thì bỏ cái biến chứng này đi, là cái gì nữa? Dạ HCO3 trừ trong máu à. Đúng rồi, mình coi có toan chuyển hóa không ha. Mình làm khí máu động mạch ha, làm khí máu động mạch cũng được thì mới làm HCO3 trừ. Tại HCO3 trừ thì nó chỉ nói là sự trữ kiềm thôi, chứ mình có biết cách máu thực sự có toan hay không thì mình biết. Rồi làm gì nữa, biến chứng gì? Dạ về có thể là biến chứng viêm màng ngoài tim, thêm bệnh nhân có hội chứng rối cao để kèm cái đó. Viêm màng ngoài tim á, mấy em phải nhớ người ta có câu rất là kinh điển, hồi xưa người ta có câu kinh điển là gì? Viêm màng ngoài tim là cái gì? Mình nghe viêm màng ngoài tim mình chẩn đoán bằng cách nghe á em, để vô tim mình nghe tiếng cọ màng ngoài tim á, và người ta nói tiếng cọ màng ngoài tim là cái gì biết không? Là Thắng nói gì, nói đi Thắng. Dạ em nhớ nghe tiếng cọ mà ngoài tim là chuẩn bị cho bệnh nhân đi chạy thận nhân tạo. Mình nói đúng rồi, em nói đúng rồi chứ không phải nói sai. Nhưng mà điều cái câu ví von của ta thế này nè, tiếng cọ bằng ngoài tim đó chính là tiếng chuông báo tử của người bệnh. Tức là mình chẳng đó lâm sàng nha, nghe vô có nghe hay không, trên cái bệnh cảnh là bệnh nhân có hội chứng rung cao hay không, bệnh nhân có đang đau ngực hay không nha. Và nhưng mà điều thực sự ra thì em cũng cần gì xa xôi như vậy, em cần cũng phải chẩn đoán cái biến chứng tim mạch của một cái người bệnh suy thận mạng đồng cuối. Thì biến chứng tim mạch ví dụ như là gì? Huy? Dạ mấy cái tái cấu trúc tim, mấy cái suy tim hoặc là dày lớn các buồng tim do mấy cái tình trạng. Rồi đúng rồi, mình phải chẩn đoán cái đó chứ, cho nên mình phải làm xét nghiệm gì nữa? Làm thêm cái X quang ngực thẳng, siêu âm tim với lại ECG. Đúng rồi, mình cần phải quan tâm đến những điều đó nữa đúng không? Rồi thôi mấy em nhìn sơ qua cái xét nghiệm ha. Cái đó là biến chứng rồi, còn ngoài cuối cùng em làm thêm một cái xét nghiệm gì nữa, những xét nghiệm gì nữa biết không? Em nào nói cho anh cái cuối cùng đi. Xét nghiệm thường quy à? Ừ, đừng nói thường quy, mình thường quy có nghĩa là mình không thuộc bài ấy, mình mới nói như vậy. Còn thế này nè, nãy giờ mình đang phân tích theo vấn đề. Thứ nhất là mình chẩn đoán về cái bệnh thận ha, cấp tính hay là mạng tính. Bệnh nhân này mình nói là mạng tính rồi, mạng tính của mình là mình có những bằng chứng gì của mạng tính, rồi mạng tính thì nguyên nhân là gì. Rồi mình coi bệnh nhân này có suy dưỡng thận được hay không, đó là mạng tính. Là cái thứ hai mình chẩn đoán về cái chuyện là biến chứng của cái bệnh mạng ha. Và cái mình còn phân vân nữa là gì? Đó là cái chuyện là bệnh nhân này nè có bị cái bệnh thiếu máu hay không, thiếu máu, thiếu sắt rồi hay không đó. Mình phải làm thêm những cái nhóm nguyên nhân đó nữa nha. Thì đây thôi mấy em coi cái những cái cận lâm sàng còn lại của người bệnh nha.
là cái sinh lý thận không có được cái hình. Rồi cái lần khi máu động mạch ha, khi máu động mạch thì mình thấy nó pH nó 7.38, BCO2 y là 28 ha, pH và BCO2 cùng chiều, tức là bệnh nhân này có toan chuyển hóa ha, toan chuyển hóa HCO3 trừ giảm thì em tính luôn cả cái toan chuyển hóa, thì khi đó mới em tính cái anion ghép nữa ha. Anion ghép thì nó bằng cái gì đó thôi mà thôi mấy em tự tính đi. Đây là X quang ngực thẳng ha. Đây là điện tim. Điện tim thì mình coi là thứ nhất là về dày giãn các cái buồng thấp, các cái buồng nhĩ, cái thứ hai là về rối loạn nhịp thôi ha. Mấy cái này thì thôi. Rồi đây là cái siêu tim ha, siêu tim thì coi chức năng coi bóp của tim, cái thứ hai là coi các cái bệnh lý của cơ tim và cái gọi là cái cấu trúc tim, tức là có lớn thất lớn nhĩ gì hay không, có giãn thất gì hay không. Và cái cuối cùng đó là mình phải quan sát về cái coi cái màng ngoài tim á, với dịch màng ngoài tim đó có ảnh hưởng không. Thì thường nếu mấy cái đó có thì người ta sẽ kết luận, người ta kết luận bình thường là mọi thứ đó nó bình thường nha. Đây là không có hẹp hở đáng kể các cái van tim, tim co bóp tốt nha, ef theo cái phương pháp Simpson bay plan cũng là 57% ha. Rồi đây là những cái xét nghiệm mà gợi ý cái bệnh thận căn nguyên của mình á, tại vì như nãy anh nói đó, ngoài chuyện sinh thận, tại sinh thận mình thấy nó sơ hóa vậy đó thì nó cũng không biết cái nguyên nhân, tức là mấy em tưởng tượng tại sao mà nói vậy, sinh lý thận đôi khi mình không biết nguyên nhân, nó giống như là một cái đám cháy vậy mấy em, lửa nó ăn cháy thì giống như cái thận nó đang suy. Em tới em vô cái vùng lửa đó, em thấy cái nồi cơm điện nó bị ấy rồi, em nói à cái này chắc là do nó nấu cơm gì rồi nó bị phát quả rồi nó cháy chẳng hạn, nhưng mà em đến đó là một cái đống tro tàn, còn bo tro không thì mình biết là có cháy đó, tức là mình sinh lý thận mình thấy là nó có sơ hóa cầu thận nhiều đấy, nhưng mà còn nguyên nhân chưa chắc là mình biết được nha. Thì nãy mà mình cũng kỳ vọng mình tìm nguyên nhân thì có thể mình làm thêm một cái số xét nghiệm mình làm nguyên nhân, tức là những cái nguyên nhân bệnh lý toàn thân mà có thể gây ra bệnh thận ở cái một cái em bé, nãy em nói anh nói với em rồi đó, xong phân tích nó gợi ý là một cái bệnh cầu thận ha, bệnh cầu thận và nó bị lâu dài, bệnh cầu thận mạn, viêm cầu thận mạn, vì những nguyên nhân về toàn thân thì có thể là do bệnh lý về lupus hoặc là bệnh lý về mạch máu, nó cũng có thể là gây ra cái chuyện bệnh thận như vậy, thì mấy em cũng phải xét nghiệm. Ở đây người ta làm được những cái xét nghiệm về cái chẩn đoán bệnh lupus thì cái nhóm các kháng thể kháng phospholipid ha, rồi kháng thể trong cái chuyện mà mấy cái bệnh lý tự miễn khác ha, rồi thêm cái viêm mạch máu mà ăn ca đó ha, em thấy đây nè ha. Rồi đây là cái nguyên nhân thiếu máu ha, tức là làm cái bi lăng sắt thì như nãy mấy em dự đoán là bệnh nhân này vẫn có chuyện thiếu sắt ha, thiếu sắt sắt huyết thanh thì nó giảm ha, transferrin transferrin thì cũng giảm, đây không có độ bão hòa transferrin gì hết ha. Một trong những cái chuyện mà mình cần phải làm đối với những người bệnh nhân suy thận mạn đoạn cuối nữa, đó là mình coi bệnh nhân có bị xuất huyết tiêu hóa rỉ rả hay không ha, mất máu qua đường tiêu hóa, thì qua cái chuyện là mình coi cái hồng cầu trong phân á nó có dương tính hay không, và cái nữa đó là mình nội soi dạ dày để mình coi bệnh nhân có bị xuất huyết hay không ha. Còn đây là về cái diễn tiến của chức năng thận ha, diễn tiến của chức năng thận ở các cái thời điểm khi bệnh nhân nhập viện rồi 2 ngày sau, những cái ngày sau bệnh nhân được làm thì em thấy cái retinin máu của bệnh nhân đó nó diễn tiến vậy. Thật ra đối với những cái ca này mình đã được sinh lý thận rồi, mình đã đủ để mình chẩn đoán là siêu màng đoạn cuối rồi ha, thì nó dễ cho mình rồi, nhưng tuy nhiên một số ca đó mình không có sinh lý thận được đó thì mình cần phải theo dõi cái diễn tiến của cái retinin, diễn tiến của chức năng thận, diễn tiến của nước tiểu rồi đó, để mình mới có thể chẩn đoán được là bệnh nhân có phù hợp với siêu màng đoạn cuối hay không nữa ha. Thì đây mấy em coi đó, những cái ngày mà bệnh nhân mấy em để ý á, thì thí dụ một số ngày mà nó có cái chạy thận nhân tạo đó thì cái retinin cái ngày sau á nó sẽ giảm xuống nha. Nói vậy để nhắc là mấy em nhớ một cái điều, ví dụ mấy em coi nè, cái ngày mấy em coi đây, đây ngày 2 tháng 7 ha, creatinine là 5.9,
2 tháng 7 qua ngày 3 tháng 7 bệnh nhân vẫn được chạy thận nhân tạo luôn, cho nên mình creatinine là 3.84 ha. Thôi cái chuyện này nó sâu xa lắm mình không nói tới, mấy em chỉ cần biết một điều, ví dụ mấy em nhìn cái ngày 3 tháng 7 nè, cái creatinine là 3.84 thì qua ngày 4 được chạy thận nhân tạo thì qua ngày 4 tháng 7 cái creatinine nó có 3,06 ha. Rồi ngày 5 tháng 7 thì hiển nhiên là cái suy thận mà, cho nên creatinine tăng trở lại thì nó là 4.8. Các em chạy thận cái qua ngày 6 tháng 7 là 3.7. Cho nên tóm lại là mấy em cần phải ý nhớ một cái điều là gì, sau chạy thận nhân tạo người ta lọc máu đó là người ta lấy cái creatinine ra đó, cho nên creatinine nó đã giảm ha, ure nó cũng vậy ha, nó giảm thì á nói vậy để khi mà em biện luận á mấy em đừng có thấy cái creatinine nó giảm cái em nói là chức năng thận nó hồi phục, không phải vậy đâu nha, tại vì nó là do thận nhân tạo đó. Phải nhớ rằng cái điều là gì, đây là cái bệnh nhân suy thận mạng đoạn cuối rồi, không có chuyện nó hồi phục đâu ha, và nó do thận nhân tạo đó, cho nên thấy mà diễn tiến nó không phù hợp coi lại cái điều trị của người ta là làm sao. Còn thực sự là nếu mà sử dụng em thấy mấy ca vậy á, ai mà nói á suy mạng đoạn cuối mà nó hồi phục vậy có nghĩa người ta chẩn đoán sai đó nha, chứ không phải là suy mạng đoạn cuối mà hồi phục đâu nha. Rồi hay tóm lại bệnh nhân này á cái chẩn đoán xác định của bệnh nhân đó là một cái hội chứng uric cao do cái bệnh thận mạng đoạn cuối ha, biến chứng là thiếu máu mạng. Thiếu máu mạng này là do cái chuyện thiếu máu trong bệnh thận mạng kèm với thiếu máu thiếu sắt luôn nữa. Cái thứ hai là có tăng huyết áp ha, tăng huyết áp này cũng là tăng huyết áp thứ phát gây ra do bệnh thận ha. Nói để cho mấy em nhớ cái điều là gì, thường á nếu mà em đi đứng về góc độ tim mạch đó, một người mà tăng huyết áp á, mấy em nói tăng huyết áp người trẻ đó thì là thường nó có nguyên nhân, cần phải tìm nguyên nhân chứ không phải nó tăng huyết áp nguyên phát. Và đây thực sự là bệnh nhân có tăng huyết áp, và tăng huyết áp này là tăng huyết áp thứ phát sau cái bệnh lý nhu mô thận đó nha, phải mạnh dạn chẩn đoán nó là một cái tăng huyết áp thứ phát chứ không phải là tăng huyết áp nguyên phát ha. Rồi bệnh nhân cũng có rối loạn chuyển hóa canxi phosphor, cũng có toan chuyển hóa này nếu mà em tính em biết là ta không tăng nhóm ghép. Rồi vậy về mặt điều trị của bệnh nhân đây mình điều trị cái bệnh nhân bệnh thận mạng á thì mình có rất là nhiều cái mục tiêu để mình điều trị. Thì ví dụ ở trên cái bệnh nhân này, trên bệnh nhân này thì mấy em sẽ thấy thứ nhất đó là về mặt huyết áp thì mình cần phải kiểm soát huyết áp ở cái mức là bao nhiêu, mình lựa chọn thuốc là làm sao. Ý thứ hai là điều trị thiếu máu mạng thì bệnh nhân này mình có chỉ định mình sử dụng cái thuốc kích thích tạo máu hay không. Và cái thứ hai trong cái chuyện này đó là gì, là trước khi mình điều trị thiếu máu mạng thì mình cần phải quan tâm đến cái gì nữa hay không. Rồi đó là chuyển hóa canxi phosphor thì mình điều trị sao, mục tiêu làm sao để toan chuyển hóa. Rồi em nào có thể phát biểu cho anh cái chỗ này không? Nè, đi từng vấn đề. Cái này mấy em cũng học bài rồi mà, cho nên mấy em nói lại thôi chứ không có vấn đề gì đâu. Thực tế lâm sàng thì mình cứ làm y bài bản như mình học sách vở được rồi. Thanh, nói đi Thanh. Dạ cái này đi theo Buổi tôi chiều mấy em có học gì không Thanh? dạ chiều 1:30 tụi em học À, nói đi. ạ. Dạ thứ nhất là kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân này thì em sẽ dùng bệnh nhân này ở giai đoạn cuối nên sẽ không dùng ức chế men chuyển được nữa, thì sẽ dùng cái dạng kênh canxi cho bệnh nhân. Thì em sẽ dùng cái liều là amlodipine. Rồi bây giờ nè, hai anh tắt cái xe màn hình. Em hãy viết một cái điều trị ra. Em xe màn hình, em có đang xài lên laptop phải không? Xe màn hình em viết cái điều trị ra. Thật ra thì cái này thì nếu mà em đi lâm sàng là mấy em biết hồ sơ, mấy em cũng biết rồi. Xe viết để lên. Này dễ mà bữa hôm thấy rồi em lẹ ghê, chiếu cái màn hình cái chụp màn hình đồ lại ghê thiệt, học về mà không hiệu quả sao được.
học một ngày online bằng học 10 ngày offline nữa. Với hôm dạy rồi ghi cái gì? Tên thuốc. Hàm lượng là 5 mg là đúng rồi. Thì tiếp theo là cái gì? Tiếp theo là cái liều. Liều đừng có nhân một viên, tại vì cái liều mà nhân một viên thôi, ghi một viên. Rồi, thì mới tiếp theo là cái số lần sử dụng một ngày, thì có thể cái này em sử dụng một lần đúng không? Em nói em sử dụng một lần đúng không? Rồi thì em ghi là một, ghi vậy cũng được, một viên uống buổi sáng và uống lúc nào nữa. Mấy em thật ra thì đang học về cái chuyện lâm sàng thì anh chỉ cho em biết cái y lệnh nó làm sao cho nó đúng thôi, nhưng mà điều sau này nhớ là gì, mình phải nói gì, thứ nhất mục tiêu của mình điều trị ca này huyết áp là huyết áp là bao nhiêu nha, chứ mục tiêu là bao nhiêu em nói luôn đi Thành. Dạ mục tiêu huyết áp của ca này là chứ 130/80 ạ. Tức là em nói nè, theo theo ở đâu đó, theo KDIGO 2021, theo Hiệp hội tăng huyết áp Hoa Kỳ hay theo gì đó ha, mục tiêu huyết áp ở bệnh nhân bị bệnh thận mạng như người bệnh nhân này nè là bao nhiêu rồi. Tức là em sẽ nói với mục tiêu vậy em lựa chọn cái huyết áp, những cái thuốc huyết áp nào, rồi cụ thể thì em sẽ sử dụng đó là amlodipine 5 mg một viên uống buổi sáng sau ăn, ví dụ vậy. Mấy em khác cũng tập như vậy ha, nói một cách rõ ràng vậy để người ta hiểu, người ta hiểu là mình thuyết phục người ta được, cái thứ hai là người ta hiểu mình nắm được cái, tức là người ta hiểu là cụ thể nó làm sao, chứ không phải mình nói mơ hồ ha. Đôi khi mình còn phải nói là như vậy thì mình phải theo dõi chỉnh liều nó làm sao nữa. Thôi cái đó thì nó lâu dài. Rồi tiếp qua cái chuyện nãy em có nói cái điều là bệnh nhân này mình không có sử dụng thuốc thuốc ức chế men chuyển cho tụ thể ha. Đúng rồi. Mặc dầu ức chế men chuyển cho tụ thể là nó có bằng chứng trên tim mạch ha, để điều trị cho cái chuyện là tái cấu trúc tim rồi suy tim chẳng hạn. Nhưng mà điều mình rất là sợ cái chuyện là gì, biến chứng ha, cho nên ở giai đoạn này á, nếu mà mình không có chắc được á thì mình nên tránh sử dụng. Nhưng mình lưu ý một cái điều là gì, mình sợ là mình sợ biến chứng gì, mình sợ biến chứng tăng cái ly máu đúng không, chứ mình đâu mình sợ đâu phải mình sợ cái biến chứng mà suy thận cấp gì nữa đâu đúng không. Cho nên làm sao, cho nên khi nào mà mình loại trừ được cái chuyện tăng cái ly máu đó thì mình có thể sử dụng lại cái thuốc ức chế đó. Cho nên mình có thể mình sử dụng thuốc ức chế men chuyển chế thụ thể khi nào đối với người bệnh này, nhân này nè, em nghĩ khi nào? Dạ nếu mà bệnh nhân đang được điều trị nội viện thì mình có thể sử dụng ạ, do mình có thể theo dõi được cái kali máu. Nhưng mà điều chắc là cũng khó, tại vì mình á, mình điều trị là điều trị lâu dài, tức là giống như là ví dụ như em, anh gặp em, anh cho em ăn cơm rồi anh đâu có chắc là tới chừng nữa em không chết đói đâu. Cho nên bệnh nhân á, mình điều trị ổn định tim mạch cũng phải lâu dài. Cho nên á, mình ở đây mình theo dõi như vậy thì về nhà mình cũng phải điều trị như vậy được á, thì nó mới tốt, chứ tự nhiên đây cho thuốc này về nhà cho thuốc khác vậy cũng như không. Cho nên á, là cái chuyện đó là không nên. Mà cái chuyện gì khác, đó là cái gì, bệnh nhân này sao? Dạ, em nhớ là những bệnh nhân mà có cái nền kali của người ta mà mức mức ở mức thấp, trung bình thấp thì mình có thể dùng, còn những bệnh nhân mà cao ở cái ở ngưỡng bình thường nhưng mà ở giới hạn cao hoặc là tăng kali máu thì sẽ không dùng. Rồi hoặc là gì nữa, đó là mình đảm bảo mình không nhân tăng không tăng luôn, đó là bệnh nhân đã được điều trị thay thế thận, bệnh nhân đã được chạy thận nhân tạo rồi, bệnh nhân này được chạy thận nhân tạo thì mình có thể mình sử dụng. Ai tóm lại như vậy rồi tiếp cái cái thứ hai nữa là điều trị thiếu máu ở bệnh nhân này. Thôi em nào nói cho anh nghe đi nè, Huy nói đi Huy. Dạ anh, cho bệnh nhân này thì bệnh nhân có bây giờ ấy tắt cái màn hình xe đi Huy, xe màn hình ghi cho anh cái điều trị thiếu máu.
Dạ anh thấy chưa? Rồi. Nhưng mà đi ý là điều trị thiếu máu thì bây giờ bệnh nhân này có chỉ định điều trị chưa? Nói y Dạ như bệnh hồi nãy dạng đó, bệnh nhân này mục tiêu điều trị là làm sao, có chỉ định điều trị chưa? Dạ bệnh nhân này là thiếu máu mức độ trung bình, là bệnh nhân có chỉ định điều trị ạ. Rồi, trước khi điều trị thì mình quan tâm đến cái gì nữa? Dạ là mình mới xem là nãy mình có bệnh nhân có thiếu máu thiếu sắt. Và dạ bệnh nhân này là chưa chưa có chỉ định điều trị ABO, tại vì bệnh nhân chưa có đạt được cái, tức là trước khi mà điều trị ABO thì bệnh nhân phải đạt được cái mục tiêu của cái bình lăng sắt ạ. Tức là mà thì tức là làm sao? Dạ em sẽ bổ sung sắt cho bệnh nhân trước rồi sau đó Đi là vào bổ em sung xét. sắt, nhưng mà mục tiêu là sao? Mục tiêu là sao? Dạ mục tiêu là ferritin huyết thanh là sẽ từ 200 đến 500 và bão hòa sắt huyết thanh là 30% ạ. À, tức là ít nhất 30%, tức là lớn hơn hoặc bằng 30%, đúng không? Dạ. Rồi. À, rồi gì sắt thì em dùng sắt gì? Dạ là em sẽ bổ sung là sắt nguyên tố, đường uống, tổng em sẽ dùng liều khoảng 200 mg chia ra 2 tới 3 lần một ngày uống khi đói. Thì sắt của mình ví dụ như sắt gì? Dạ em không biết cái biệt dược của cái. À, nó có nhiều cái loại sắt á. Ví dụ như em mà đi sản em thấy mấy bà đẻ có thể người ta uống sắt mà kèm với axit folic rồi đó, mình có cái mà hemomom á, hemomom á, hoặc là sắt của mình ví dụ như là tạc tiferon nè, tạc tiferon B9 á, hoặc là phe gọi là tạc lóc, hoặc là mình có cái hàng mà bimeferon á, tạc tiferon ha. B9 nó là một cái sắt, nó không có hàm lượng, nó có hàm lượng á nhưng mà nó không có ghi ra, em ghi như vậy cũng được. Rồi mình uống một ngày một viên buổi sáng, một viên buổi chiều chẳng hạn vậy đó, rồi uống ngay trước ăn sau ăn mấy em biết rồi ha. Thì tắt tầm bao lâu mình thử lại, rồi cái nữa là nếu mà nó không đạt á thì mình biết là những bệnh nhân này có thể là người ta sẽ hấp thu kém á mấy em. Hấp thu kém sắt, tại vì do cái chuyện mà hội chứng ruồi máu cao thì người ta cũng có bệnh dạ dày đi kèm đó, hấp thu sắt kém, nên có khi đôi khi mình phải nghĩ đến cái chuyện gì nữa biết không Huy? Và nếu mà bệnh nhân không hấp thu được đường uống thì em sẽ bù sắt tĩnh mạch được. Đúng rồi, mình phải bù sắt tĩnh mạch nữa. Khi mà bù sắt tĩnh mạch á mấy em không có, tại vì nhiều khi mình không có đi lâm sàng nhiều, mình không có kinh nghiệm nhiều quá, chứ mấy em biết khi mà bù sắt tĩnh mạch một cái mà người ta hay sợ là cái gì biết không Huy? Dạ bị ứ sắt rồi. Ứ sắt thì em xét nghiệm trước đó rồi, ứ gì nữa mà ứ, em xét nghiệm thiếu em bù, chứ còn tự nhiên bù dư em cũng bù hay sao. Ý là em sợ đó là những cái chế phẩm sắt á nó gây ra bệnh nhân bị dị ứng à. Nhưng mà điều thật ra thì cái chuyện đó nó có nhiều, cho nên tại vì ý là để nói cho em nghe chuyện là thế này nè, nó đi lâm sàng nó sẽ thấy á, là một số nơi á, người ta rất là ngại xài cái sắt truyền. Nhưng mà điều gần đây thì người ta phát triển ra cái mấy cái loại chế phẩm thì nó cũng ít có dị ứng, cho nên mình sẽ thấy rất là rõ. Mà nếu em đọc cho Kirigo em biết người ta khuyến cáo sắt, mà sắt mình xài là sắt gì? Dạ, em thấy trong Cadigo thì là bắt buộc là nếu mà giai đoạn 5 mà có đang chạy thận thì mới là bắt buộc sắt tĩnh mạch, còn lại là ưu tiên Không khởi không động không đó. biết rồi biết rồi biết rồi, nhưng mà ý là sắt tĩnh mạch của mình đây nè, nếu mà sắt tĩnh mạch đó thì mình xài cái sắt chế phẩm là gì? Sắt nó chỉ là một cái nguyên tố thôi mà, còn mình bù mình phải bù cái dạng mà dạng muối mà, đúng không? Ví dụ sắt sunfat hoặc là sắt fumarate gì đó, đại khái là vậy, em biết mà phải không, hiểu mà phải không? Dạ cái đó em chưa biết ạ. À, mấy em đọc theo Kerrigo mấy em biết, đọc mấy em đọc một cách tinh tế là vậy á.
Tức là ý là mình không phải bù sắt không, mà người ta khuyến cáo là sắt sắt gì, sắt manto hay là sắt sucrose hay là sắt fumarate chẳng hạn nhé. Thì tại sao vậy biết không? Tại vì cái những cái nghiên cứu mà người ta làm á, là trên cái đó thì mình coi là cơ lộng mình phải biết là cái đó nó hiệu quả, còn cái kia thì người ta cứ chưa chứng minh hiệu quả. Rồi hay tóm lại, ví dụ sắt mình bù đủ xong rồi thì mình sẽ xài cái thuốc tạo máu nha, tức là sắt bù đủ mà chưa đạt mục tiêu mình sử dụng thuốc tạo máu. Thuốc tạo máu mình xài, ví dụ như mình xài cái liều sao Huy? Dạ, là thiên là mục tiêu của bệnh nhân thì là em sẽ nâng lên bệnh nhân trên 10 nhưng mà không quá 11 rưỡi, không quá 11 tới 12. Em sẽ dùng cái liều là tiêm dưới da là 80 tới 120 đơn vị bật ký một tuần chia 3 lần. Thì cụ thể là em sẽ dùng Ebrex 2000 đơn vị tiêm dưới da cách ngày. Đi 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 đi. Em biết em ghi vậy thiếu cái gì không? Nó chỉ có biệt dược, nó chỉ có hàm lượng, thiếu gì? Này đường dùng tìm dưới Thì biết rồi, thiếu cái gì? Mới có tên thuốc, thứ hai là hàm lượng, thứ ba là gì? Rồi đây sao dùng còn thứ? một 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 lọ một ống. Đúng rồi, một ống. Thực sự ra á, khi mà mình học á thì mình ghi vậy ai cũng hiểu, nhưng mà khi em đi em làm á, em biết là em cho thuốc mỗi ngày đúng không, cho nên á là em ghi là ngày ba tuần ba lần ghi vậy nó cũng đâu có đạt đâu đúng không. Mà em á, ví dụ nay là ngày 10 tháng 2 thì em sẽ ghi là Ivret 2000 đơn vị một ấm tiêm dưới da. Rồi cái qua ngày 11 tháng 2 em ghi là Ivret hôm nay không dùng chẳng hạn gì đó, rồi cái nghe ngoài tiếp em sẽ dùng lại một ấm. Đại khái là vậy, hiểu ý anh không? Dạ hiểu ạ. Chứ chứ mình không phải mình ghi cái y lệnh vậy đâu, không phải y press một ấm tiêm cách ngày đâu. Mình cách ngày mình ghi vậy á là mục đích đó, mình ghi để cho người ta biết á. Ví dụ em đi hội chẩn á, chẳng hạn như là anh hỏi em, anh là bác sĩ về tim mạch, anh hỏi bác sĩ Huy làm bên thận, anh hỏi Huy ơi cái này điều trị làm sao, cái em nói là một ấm cách ngày. Còn khi mà em ghi vô hồ sơ á, em ghi vậy thì người ta không có lãnh thuốc được nha. Thôi thì đại khái vậy rồi, theo dõi sao mấy em đọc thêm sách giáo khoa nha. Rồi tiếp mình điều trị về cái chuyện là một cái nữa đi, gì đó toan chuyển hóa đi. Toan chuyển hóa thì bây giờ mình nghĩ là bệnh nhân này có chỉ định điều trị toan chuyển hóa, em điều trị bằng gì? Dạ, toan chuyển hóa bệnh nhân này là lúc nãy là để em coi lại cái dạ cái HC3 trừ của bệnh nhân là 16.9, là Dạ. dưới 24, nên là bệnh nhân có chỉ định là bù Dưới bao nhiêu? natri bicarb. Dưới bao nhiêu? Dạ dưới 24, tại mục tiêu của mình là 24 tới 28. À. Rồi, em dùng natri bicarb đi, em ghi đi. Natri bicarb. Rồi thật ra cái này á em ghi em uống sáng chiều trước ăn sau ăn gì nữa nha. Rồi nhớ em nhớ lưu ý một điều là những cái này mình khi nãy giờ tất cả các điều trị thì anh cũng nhận với em là gì, thứ nhất là có chỉ định điều trị hay không, cái thứ hai điều trị đó mục tiêu của mình là cái gì ha, cái thứ ba mình sẽ sử dụng cái gì để mình điều trị cái đó, cái thứ tư mình sẽ theo dõi bằng cách nào ha. Ví dụ như HC3 trừ mục tiêu là bao nhiêu đó, vậy mình sẽ theo dõi bằng cách mình sẽ thử HC3 trừ, rồi sắt thì mấy cái kia cũng vậy, mấy em học vậy. Và cái cuối cùng á, cái cuối cùng của cái bệnh nhân này đó là mình nói về cái chuyện là bệnh nhân này có con hình như con gì đó,
Rồi. Phosphor, canxi phosphor thì mình sử dụng thuốc gọi là gấp phosphor thôi. Canxi của bệnh nhân thì cũng giảm, cho nên mình có thể sử dụng các cái thuốc mà gọi là lấy phosphor mà không có có canxi chứ lộn. Còn nếu mà canxi mà nó bình thường, mình sợ canxi hóa cái mạch máu thì mình sẽ thấy những cái thuốc mà không có chứa canxi. Tất cả những điều trị nãy giờ mình nói, mình phải lưu ý một điều là mình đang điều trị sử dụng thuốc. Một cái điều trị mà mình không có sử dụng thuốc mà vẫn phải đi song hành đối với cái người bệnh, bất kỳ cái bệnh lý nào mình cũng phải nhớ, đó là điều trị không dùng thuốc, điều trị thay đổi lối sống và chế độ ăn. Cái đó mấy em đọc trong sách giáo khoa, mấy em phải nhớ cái đó nghe. Lúc nào mình cũng phải nói điều đó. Tức là tới cái phần điều trị, mấy em phải nói được cái chuyện mục tiêu điều trị bệnh nhân là gì. Cái thứ hai, điều trị những cái vấn đề gì. Cái thứ ba, điều trị gồm hai phần, không có thuốc và có thuốc. Không thuốc tức là thay đổi lối sống, chế độ ăn. Ở người bệnh nhân này là bệnh nhân này chưa chạy thận nhân tạo, em ạ, cái đồ ăn sao, bao nhiêu đạm một ngày gì đó. Rồi. À, mình phải nói cụ thể cho luôn nha mấy em, ví dụ 0.8 mg một ký một ngày, rồi đối với bệnh nhân này 30 kg, 40 kg, 5 kg gì đó, bệnh nhân cần phải ăn được bao nhiêu, có thể ăn được bao nhiêu vậy. Bệnh nhân không ăn trái cây tại vì siêu mạng có sợ tăng cái máu gì đó, hay hoặc là bệnh nhân này đã chạy thận nhân tạo định kỳ rồi, cho nên là em có thể em sử dụng có thể nói bệnh nhân trái cây gì đó, đại khái là như vậy. Rồi về chế độ nước, uống nước bệnh nhân sao, bệnh nhân không ăn mặn sao. Thôi cái đó là một chuyện mấy em phải đọc sách giáo khoa nha. Rồi câu hỏi cuối cùng, bệnh nhân này có chỉ định điều trị thay thế thận hay không, em nào trả lời cho anh nghe đi. Trịnh Nguyên Khoa nè, có học không? Dạ, theo em đọc được thì bệnh nhân có chỉ định thay, điều trị thay thế thận. Tại vì bệnh nhân này có triệu chứng của hội chứng ure huyết cao. Đúng rồi, bệnh nhân này có điều trị thay thế thận tại vì bệnh nhân có hội chứng ure huyết cao. Nhưng mà có thể có cần cấp cứu không em? Dạ, tại thì chưa thấy vấn đề cấp cứu với bệnh nhân. Cấp cứu là sao? Em biết người ta định nghĩa cấp cứu nghĩa là gì không? Hả? Không biết. Cái gì? Ảnh hưởng tính mạng bệnh nhân trong vòng 24 giờ. Nói lại đi anh nghe không có rõ gì mà tính mạng bệnh nhân gì. Tức là những cái vấn đề mà sẽ ảnh hưởng lên tính mạng của bệnh nhân cần phải làm liền. Nhưng mà điều cái đó là cái gọi là cái định nghĩa, để anh cho em coi cái gì ta. Đây không có, nếu bây giờ mình có mở ra. Thôi coi nhanh cái này cái đi. Đây là cái định nghĩa mà của Kidigo á. Kidigo về cái chuyện mình lựa chọn, cái chuyện mình khởi đầu, mình lựa chọn cái phương thức, cái cách tiếp cận và kê toa đối với một cái bệnh nhân suy thận mạng cần phải chạy thận nhân tạo. Thì nó có một cái khái niệm là gì, chạy thận nhân tạo cấp cứu hay là không cấp cứu, chạy thận nhân tạo có kế hoạch hay là không có kế hoạch. Thì người ta nói định nghĩa nè, chạy thận nhân tạo cấp cứu được định nghĩa cái chuyện là chạy thận nhân tạo nó phải được tiến hành ngay lập tức, hoặc là ít ra là trong vòng 48 giờ sau khi mà bệnh nhân có các cái triệu chứng mà đe dọa với tính mạng của bệnh nhân ha. Đó là định nghĩa đó, 48 giờ ha. Thì hơi nói thế này nè, mấy em biết phân biệt những cái thuật ngữ sơ sơ như thế này. Cấp cứu có nghĩa là như vậy, thì hiển nhiên cái kia là không cấp cứu. Cái đó là định nghĩa ha. Còn tại sao nó là cấp cứu? Tại vì nó có những triệu chứng mà đe dọa tính mạng bệnh nhân ha. Bệnh nhân này có đe dọa tính mạng không? Không có đe dọa tính mạng, cho nên mình cũng có gọi là cấp cứu. Rồi,
Cái thứ hai là có kế hoạch hay không có kế hoạch. Bệnh nhân này mình thấy đâu có kế hoạch đâu, tại vì có kế hoạch có nghĩa gì nè, có nghĩa là bệnh nhân này á là đã biết bệnh thận rồi và chờ ngày vô để chạy thận thôi thì gọi là có kế hoạch. Còn bệnh nhân này hoàn toàn là không biết bệnh thận gì trước đó hết, cho nên là không có kế hoạch, cho nên đây là một trường hợp chạy thận nhân tạo không cấp cứu và không có kế hoạch. Tuy nhiên là như là mình nói, bệnh nhân này có chỉ định chạy thận nhân tạo, tức là có chỉ định điều trị thay thế thận rồi ha, nhưng mà mình sẽ không có phải gấp gáp, mình sẽ điều trị nội khoa cộng với mình chuẩn bị cái đường máu để chạy cho bệnh nhân ha. Đường máu có tức là mình mổ FAV á mấy em, mình mổ tạo FAV, mình đặt một cái kim ở trên cổ nữa để mình chạy thận cho bệnh nhân thôi. Cái đó thì nó đi sâu vào cái thận nhân tạo quá rồi. Cái cuối cùng nữa là cái câu hỏi mà anh có hỏi mấy em đó, bệnh nhân này nếu mà điều trị thay thận lâu dài cho người bệnh thì mình phải mình chọn biện pháp gì? Nguyên khoa. Dạ, thì em là bệnh nhân trẻ thì có thể cân nhắc là làm cái ghép thận cho bệnh nhân. Rồi mình sẽ ghép thận cho bệnh nhân ha, ghép thận từ cái người hiến là cái người bà con gì đó, ghép thận cho bệnh nhân thôi. Thì đại khái cái người bệnh nhân này nè, sau đó cũng đã được tiến hành ghép thận mấy em. Ghép thận từ người hiến là bố. Thì hiện tại cái em này ghép thận thì cũng tính đến nay cũng gần cả 2 năm rồi ha, chức năng thận thì cũng tốt ha. Hiện tại thì theo dõi ha, một tháng đi tái khám một lần. Thì chức năng thận thì cũng tốt. Thôi mấy em có gì thắc mắc không? Dạ anh ơi, cho em hỏi là cái việc mà bù toan á, thì em thấy là có hai cái cách bù, là một là mình bù đường uống, uống em thấy cô giảng là một và mấy viên mỗi ngày để mình duy trì cái đó, hai là có bù cái vi cày đường tĩnh mạch đó. Thì em không biết là cái chỉ định bù hai cái đó là nó ở cái mức HC3 trừ khác nhau hay sao, em có thể nói rõ. Thật ra đó, cái chuyện mà đường uống đường tĩnh mạch đó, nó có những ưu điểm như là em nói là nhanh chậm như vậy thì nó phụ thuộc vào cái chuyện mức độ nha, nhưng mà điều không phải vậy. Nhưng cái chuyện thứ hai là khả dụng hay không, thực tế hay không á, thì em ở nhà đi suy thận đâu ai bệnh viện hoài đâu, vậy thì sao mình có thể bù cái đường tĩnh mạch được, cho nên mình cho đường uống ha. Cho nên là nó phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố nữa. Cái thứ ba nữa thế này nè. Em biết rằng á, cái chuyện mà em uống vô á, em có thể uống ít uống nhiều, uống ít nước á, hoặc là nhiều nước đó nha. Còn em truyền thì nó có vậy, em truyền thôi, cho nên còn phải phụ thuộc vào cái chuyện là bệnh nhân này nè có quá tải nước hay không nữa. Ví dụ đôi khi bệnh nhân ăn dư nước quá trời mà em truyền dịch vô có thể bệnh nhân sẽ bị phù, khó thở chẳng hạn gì đó ha. Cho nên thực sự ra là mình chỉ bù mà đường tĩnh mạch á, trong cái suy thận mạng này, trong những trường hợp nào mà mình gọi là cần phải điều chỉnh lẹ ha. Mình phải quán triệt một cái điều là thế này, bệnh nhân á một ngày một bữa, người ta đã bị mãn tính mấy tháng rồi, mình ta đâu có chết đâu, giờ tự nhiên vô mình không lẽ mình không bù đường tĩnh mạch thì người ta chết hả, đúng không? Cho nên là nó không có chuyện nó xảy ra đâu, đừng có sợ. Mà em á chỉ làm điều đó khi mà em cần điều chỉnh lẹ để em làm chuyện gì khác. Ví dụ như là em cần phải mổ bệnh nhân, đi mổ ha, người ta nói cần phải đảm bảo không có cái rộng toan kìm thì ok em buồn vậy. Hoặc là bệnh nhân này đang tăng kali máu thì bệnh nhân sẽ chết, em sẽ bù bằng cái, em sẽ điều chỉnh một trong những cái mà em biết rồi, toan chuyển hóa nó có thể làm tăng kali máu, em sẽ điều chỉnh toan thì em điều chỉnh nhanh, mà nhanh thì bằng cái chuyện đường tĩnh mạch. Hoặc là bây giờ bệnh nhân em cần điều chỉnh nhưng bệnh nhân cũng ói ăn uống được, sao em cho bệnh nhân uống thuốc được, đúng không? Ví dụ là như vậy. Còn về lâu dài người ta phải ở nhà thôi, chứ ai mà ở bệnh viện hoài, cho nên là mình sẽ cho đường uống. Rồi có gì thắc mắc nữa không? Dạ ý là muốn hỏi cái ngưỡng để quyết định là truyền bicarbonate đó, tại vì ở trong không đánh nó không có. Không có cái ngưỡng. Khi mà em học về tất cả những cái bệnh mà có về cái toan chuyển hóa, không riêng gì cái toan chuyển hóa trong thận, mà một cái toan mà kinh điển hơn mà em nghe đó là toan cetone đái tháo đường á, người ta không quan trọng về cái chuyện đó đâu em.
người ta không có quan trọng gì cái HC3 trừ bao nhiêu đâu. Và đôi khi á, như nãy anh nói với em á, em làm HC3 trừ á là em đang điều chỉnh cái toan chuyển hóa thôi, chưa chắc là bệnh nhân này toan nha, cơ thể mình vẫn nó vẫn bù trừ được bằng kiềm hô hấp mà, đúng không? Cho nên có khi bệnh nhân toan chuyển hóa mà bệnh nhân không, xin lỗi, bệnh nhân có toan chuyển hóa HC3 trừ giảm nhưng mà pH máu bệnh nhân vẫn 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 khá tốt, có khi là pH nó bình thường luôn á. Cho nên em làm gấp quá có khi là bệnh nhân chuyển qua hướng kiềm á nha, cho nên ra không có gì gấp hết nha, nó không có cái nó không có cái con số mà nhiêu là em sẽ bù bằng đường tĩnh mạch, mà nó chỉ trong những cái tình huống mà nãy nói thôi. Em tính nói gì Thanh? Dạ, lúc mà em định hỏi là cái ca này em thấy bệnh nhân có không còn nhã nhược sắc, nhưng mà ferritin và sắc huyết thanh creatinine thì nó ở trong giới hạn bình thường hết, thì ca này em sợ một cái bệnh nhân có thalassemia hoặc bệnh hồng cầu thì mình có còn đi tìm những Em thấy sắt nó giảm ha, ferritin nó bình thường, nó bình thường, đúng là nó bình thường, nhưng em biết những người không còn nhỏ nhược sắt á, không còn nhỏ nhược sắt trong cái thalassemia á mà nó thiếu máu á, thì nó tại sao nó thiếu máu phải không? Tại vì nó dễ bị tán huyết nên nó bị thiếu máu, tức là thalassemia nha. Mà khi tán huyết như vậy á, thì nó sẽ làm ferritin nó tăng, trên thường á, ferritin nó sẽ tăng nha. Còn á, một cái chuyện mà em phải 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 biết nữa đó là cái chuyện gì, cái ferritin á nó là một cái protein mà giữ rửa sắt, cho nên ra là ferritin nó cũng giống như là một cái protein phản ứng viêm vậy đó, khi mà người ta viêm á ferritin nó cũng có thể nó cũng tăng nữa em. Bệnh thận mạng nó cũng là một cái bệnh thận, một cái bệnh mà nó cũng giống giống như một cái viêm mạng tính vậy đó, cho nên ra là ferritin có khi nó không có đến mức mà nó giảm đâu. Mấy em sẽ thấy mấy cái bệnh nhân mà khi mà ferritin, mà tức là khi bệnh nhân bị nhiễm trùng á, ferritin nó lại tăng, tăng mà không có nghĩa là sắt của bệnh nhân đang nhiều đâu nha. Anh cho em hỏi là mấy cái chỉ định mà lúc nãy anh nói là mấy cái nguy hiểm cái tính mạng của bệnh nhân ấy, thì em có đọc thấy là như là nó có là tăng kali máu rồi phù phổi cấp với lại là mấy cái hội chứng urinary tăng đúng không ạ? Ngoài ra có những Cái cái em nào đọc đó là đúng rồi chứ không phải sai, nhưng mà em phải biết cái đó em đang đọc ở trong đo bài nào vậy, biết không? chị đang đọc trong bài tổng thể nâng cấp rồi. Rồi em đọc trong bài tổng thượng cấp. Còn mình á là đang đang nói về cái gì em biết không? Mình đang nói về 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 bệnh thận mạng á, đúng không? Cho nên ra là nó không hẳn là như vậy đâu, nó không hẳn là như vậy đâu. Để bây giờ anh cho mấy em coi một cái này cuối cùng đi, rồi thật ra thì tại vì nó không có, mấy em không có đi sâu cái này nên nó không có dám dạy mấy em sâu sâu, rồi nó tùm lum thứ. Cái này là hướng dẫn của Kidoki về cái chuyện mà chạy thận nhân tạo đó. Đây là đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo mạn tính nha, mình phải quán triệt hai chuyện đó nha. Để, tại sao mình phải quán triệt để nói là cái rõ cái này nữa. Mạn tính nó khác cấp tính chỗ nào? Em chạy thận nhân tạo ở bệnh nhân cấp tính mục đích là làm chi em biết không? Huy. Và để kiểu hỗ trợ cho cái thận của bệnh nhân lúc mà nó hồi phục rồi, để nó sau đó nó hồi phục rồi. Nhưng mà điều mục đích của em là cái gì? Mục đích cao cả hơn là em biết gì không? Đó là em để em cứu sống người bệnh đó. Ha. Nó giống như là em đi thi mà em ngồi em hỏi bài bạn vậy đó, mục đích để em thi cho đậu á, cái đó là mục đích. Nhưng mà cái đó không phải là mục đích lâu dài, không lẽ mỗi lần đi thi là cứ canh vô ngồi chung với bạn là hỏi lâu dài là phải biết bà thuộc bài đúng không? Thì cũng vậy, còn thì chạy thận nhân tạo cuối là vậy, còn chạy thận nhân tạo ở bệnh nhân mạn tính á, suy thận mạn là không phải là chạy để sống không đâu, mà phải sao Huy biết không?
để tránh những cái biến chứng của hội chứng u huyết cao. Hay nói cách khác là gì? Cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Đúng rồi, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Điều trị một bệnh nhân một cái bệnh cấp tính nói chung á, anh đang nói bệnh cấp tính nói chung á, là em sẽ làm cho bệnh nhân sống. Điều trị một bệnh mãn tính á, là em phải làm cho bệnh nhân sống tốt. Chứ tại vì mãn tính đâu có chết đâu, mình gọi là mãn tính chứ còn thì cũng vậy. Chạy thận nhân tạo cấp cứu nó khác chứ cái chuyện mà chạy thận nhân tạo ở bệnh nhân thận cấp chứ thận mạng nó hai nó khác nhau. Nhưng mà tại vì thật ra mấy em không có được học sâu về cái này, cái thành ra mấy em hay bê của cái bên mà thận cấp qua cái bên thận mạng á, ví dụ như ure trên 20 trên 10 100 200 chứ creatinine trên 10 là chỉ định chạy thận nhân tạo cấp cứu của bệnh nhân suy thận cấp. Thì em lấy luôn, em nói cái đó là của bên mạng luôn. Mà thực sự anh thấy nhiều người cũng vậy thôi, cho nên mấy em có thể mấy em khi mà em nói cái đó không phải, người ta sẽ phản, người ta gọi là phản đối mấy em luôn á. Cho nên thôi mấy em cứ biết là vậy được rồi, tức là không phải là vậy. Nên là một cái guideline nói vậy, cái hướng dẫn thứ nhất người ta nói thời điểm mà khởi đầu để chạy thận nhân tạo. Thời điểm khởi đầu để chạy thận nhân tạo người ta viết người ta biết ví dụ như này là ở những cái bệnh nhân mà suy thận tiến triển nha, nếu mình dựa vào cái creatinine không thì nó còn phụ thuộc vào khối cơ rồi tùm lum, cho nên đại khái nó không có phải là một cái yếu tố tốt để mình khởi đầu thận nhân tạo. Đây nè cái gì à, mình nói chung nó nhiều thứ lắm. Nó còn một cái guideline nữa. Thôi mấy em có muốn đọc thì anh gửi cái này cho đọc, chứ nói dòng nó dài thì nó tốn thời gian thôi. Rồi còn thắc mắc gì không? Có gì Huy anh gửi cho đọc. Huy cho cái mail đi, hồi gửi cho đọc. Dạ dạ. Cái mail, nhắn cái mail cho anh. Rồi còn mấy em khác có gì thắc mắc không? Nè còn gì thắc mắc không? Dạ chắc các bạn đã hết thắc mắc rồi. Hay gì mấy em nghĩ nha. Chiều dạ. Học cái gì vậy? Dạ chiều học xuất huyết tiêu hóa. Rồi thôi đi đi học đi, học ở đâu? Dạ học ở trường ạ. Ủa sao xuống tiêu hóa à, là CDL học trường hả? Dạ. Thôi vậy ăn cơm đi rồi đi vô trường chứ để họ không có chỗ ngồi. Dạ 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 em cảm ơn. Rồi rồi bye bye mấy em nha. Chào anh.